phát nữa. Nó hơi ồn nữa nè. Còn nó đang phát mà. Thằng mát này có nhiều cái xài nó dở quá. Nó hơi ồn nữa nè. Còn nó đang phát mà. Trời đó, nó có đang phát không? Hello các bạn, chờ anh xíu nha. Cái máy tính này nó có nhiều cái hơi bất thường. Này bây giờ tiếng nó vọng lại khó nói lắm anh ơi. Hả? Hello các bạn, chờ anh xíu nha. Cái máy tính này em bật giảm loa xuống rồi, full loa. Tai nghe vô hả? Em bật giảm loa xuống, full loa. Tai nghe vô hả? Các bạn chờ xíu nha, anh đang cố gắng anh set up cho nó nhìn ok tí. Các bạn có nghe anh nói không? Các bạn có nghe anh nói rõ không? Anh đeo tai nghe cho thử coi nghe rõ không anh? Các bạn nghe anh nói rõ không? Các bạn comment lại cho anh biết nha. Các bạn nghe anh nói rõ không? Ồ, nó bị loát lại luôn cái fanpage luôn. Rồi, điểm danh đi các bạn, điểm danh cho anh biết coi. Các bạn còn nghe rõ không? Để mình bật lại cái màn hình coi. Nghe rõ đúng không ạ? À, nghe giọng nó có đầm ấm dễ thương không? Hơi rè, hơi bè. Chắc là do cái phòng anh đang ngồi nó, cái phòng này nó hơi kín, nó bị tiếng nó vang á. Bây giờ các bạn thử có nhìn thấy màn hình máy tính anh không nha? Để mình bật lên mình các bạn có nhìn thấy màn hình máy tính anh không? Hello Nhân, hello anh Dũng, hello Khang, hello Kiệt. Có thấy màn hình máy tính của anh không vậy? Có thấy màn hình máy tính không vậy? Chỉ là một góc à? Nó chỉ được có một góc thôi. Mình kéo cái đỏ đỏ. Đâu bây giờ cái đỏ đỏ đâu? Cái này á hả? Kéo full luôn đi ha. Full là full hết luôn cái khung dưới này à? Cái khung bự đó, kéo cho nó fit vừa vô cái khung màu đen. Fit vừa khung màu đen bên trong. À. Thôi chết rồi, vậy cái khung màu đỏ bên này. Ủa không, này nó bự lắm anh ơi. Kéo cứ kéo nó nhỏ lại đi.
các bạn. Thiện Thắng Trần, tiếng nhỏ quá hả? Ok, mình đang cố gắng mình set up. Các bạn chờ một xíu nha, mình sắp xong rồi. Nó không có chỉnh chế độ full được cái đó anh luôn. Nó đang chiếu lên nè, nó chỉ được một góc. Hình như nó đang hiện lên màn hình mình cũng giống như kiểu đó đó, là em mới thấy cái này đây nè, nó đang ở góc này nè. Chỉ được một góc. Chưa, cái này nó bị vậy nè, anh nhìn nè, bị vậy lại cái được rồi đúng không? Ok, alo các bạn còn nghe rõ không? Các bạn nghe rõ không? Các bạn comment xuống cho anh biết đi. Công nhận ba cái kỹ thuật này phức tạp quá. Alo, các bạn còn nghe rõ không? Lâu rồi anh mới like, các bạn có nhớ anh không vậy? Rồi bây giờ anh thử bật cái màn hình của anh, các bạn thấy full màn hình thì các bạn nhanh comment cho anh biết nha. Rồi. Bây giờ anh thử bật cái trang sơndẹptrai.com. Các bạn có thấy full màn hình trang web trên màn hình các bạn không? Các bạn có thấy full màn hình không? Rồi, ok rồi.
Ok, các bạn chờ thêm 5 phút nữa. Mình đang test một lần cuối cùng. Để cho chắc anh thì anh sẽ để điện thoại anh ở chế độ máy bay, để mà không bạn nào gọi để làm phiền anh trong quá trình live nha. Cho nên bạn nào mà không gọi được cho anh thì đừng có buồn nha. Mình để chế độ máy bay nha, các bạn có nghe anh nói rõ không? Rõ rồi đúng không? Rồi ok, vậy bây giờ mình nhìn thấy cái mặt mình đi. Mình tắt cái màn hình đi. Ok. Ok, rất vui khi được quay trở lại với các bạn sau một cái quãng thời gian dài. Sau một quãng thời gian dài khá là bận rộn với công việc thì nay anh đã quay trở lại được với các bạn. Bao nhiêu bạn nhớ anh comment xuống coi. Đâu, có bạn nói là anh vẫn đẹp trai như xưa. Đúng rồi, người ta nói là phong độ là nhất thời mà đẳng cấp là mãi mãi mà. Ok, các bạn nói là mạng yếu quá đúng không? Cái này là các bạn cố gắng chuẩn bị cái đường mạng tốt để các bạn tham gia buổi live cho tốt nha. Cảm ơn các bạn, dạo này anh vẫn khỏe. Chính xác là anh trải qua một cái quá trình xử lý rất nhiều công việc. Phải nói thực sự là công nhận là không ngờ là mình đuối như vậy. Hình như là cũng đâu tầm 4 tháng, 5 tháng anh không hề like với các bạn rồi. Nó đều có cái lý do mà mình không like với các bạn trong thời gian qua. Công việc, rồi chính bản thân của anh cảm thấy là cái nhiệt huyết của anh nó không còn được như xưa. Cái đó là anh tâm sự thật lòng với các bạn luôn. Cái nhiệt huyết không còn được như xưa. Tự nhiên mình dấn thân vào những cái công việc như là kinh doanh, rồi giao tiếp đối ngoại với khách hàng đó, marketing vân vân. Tự nhiên cái con người mình á, là ngày xưa là mình làm về giáo dục, mình đi chia sẻ giá trị cho rất nhiều bạn, mà tự nhiên á, mình bị vướng vào những công việc khác, dần dần nó làm cho mình cảm thấy là mình chán, mình không có động lực để mình làm. Cho nên đó là một cái khoảng thời gian mà gọi là anh đang đi tìm lại chính mình đó các bạn. Cảm thời gian vừa qua là khoảng thời gian mà anh đi tìm lại chính bản thân mình. Và sau khi tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra thì bây giờ mới quay trở lại với các bạn được. Cũng rất vui khi mà một thời gian nửa năm như vậy rồi mà các bạn vẫn nhiệt tình ủng hộ anh như vậy. Các bạn vẫn nhiệt tình chờ đón buổi live stream của anh. Rồi ngồi nghe anh nói, anh vẫn rất là cảm thấy vui. Nó làm cho cái nhiệt huyết của anh càng lúc càng tăng cao. Bây giờ các bạn chia sẻ những cái clip này vào trên cái Facebook cá nhân của các bạn để cho nhiều bạn bè của bạn tham gia vào buổi live stream nha. Hiện tại cái số lượng người của mình mới có 90 người, nó còn ít quá. Nó làm cho anh cảm thấy buồn. Các bạn cố gắng làm sao kéo lên được 500 người cho anh coi. Để sự trở lại của xe đẹp trai hoành tráng 500 anh em coi. Bây giờ mới được có 90 anh em à. Các bạn ủng hộ anh nha. Hãy cho anh được hồi sinh. 500 anh em giúp Sơn đẹp trai hồi sinh lại coi. 500 anh em của tôi đâu rồi? Rồi, chào Vũ. Chào anh Sơn đẹp trai à, ok. Các bạn chia sẻ cái clip này cho nhiều người tham gia vào đi các bạn ơi. Một tay chia sẻ đi. Giúp anh với. Cho anh hồi sinh coi.
hãy giúp Sơn đẹp trai hồi sinh. Để anh chia sẻ lên Facebook cá nhân của anh nha, nãy giờ anh bận làm quá anh quên mất. Các bạn nào ghé qua Facebook cá nhân của anh coi coi cái clip anh mới share ra nó lên Facebook cá nhân của anh chưa? Anh bằng cái này anh không thấy rõ gì hết. À, hình như nó lên rồi. Ok. Bây giờ mình chia sẻ vào trong mấy cái group học tập của mình luôn. Xong rồi bắt đầu mình vô cái buổi mình trò chuyện với các bạn nha. 500 người nha, 500 người mình mới nói chuyện. 500 người thì mình mới tới với nhau. Hãy giúp mình đạt được 500 người. Chia sẻ lên Facebook cá nhân bạn bè, các bạn nhìn thấy vô tham gia các bạn ơi. Ôi mới được có 138 người à. Thật là ít quá đi mà. Các bạn còn nghe anh nói rõ không? Anh bật máy tính lên kiểm tra coi cái clip có vấn đề gì. Hôm nay nó mới hiện ra cái Safari web gì á, nó bị cái gì á. Đâu, 153 anh em rồi. Còn thiếu 350 anh em nữa thôi. Ok. À, thời lượng livestream của một cái clip là mình được livestream tối đa bao nhiêu lâu các bạn còn nhớ không? Lâu quá anh chưa la anh quên rồi. Mình được 2 tiếng không? Hay là hết 2 tiếng là cái clip nó tự động nó ngắt hả các bạn? Thời lượng livestream một lần là bao nhiêu lâu các bạn ơi? Tiếng là tự động ngắt à. Ok, 2 tiếng là tự động ngắt. Thành ra nếu mà các bạn nào chịu khó chú ý dùm anh cái thời lượng để mà nhắc anh chuẩn bị anh dừng cái clip, anh qua clip mới nha. Tại vì hôm nay á anh đã soạn ra rất là nhiều. Đây, cho các bạn thấy. Đây là tất cả những cái chủ đề, nội dung chủ đề là anh sẽ nói cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Anh thì anh có một thói quen là anh ghi ra giấy. Thì bây giờ đó, tất cả đây là tổng cộng đó, là những cái đầu mục mà anh sẽ phân tích cho các bạn trong suốt một cái buổi livestream ngày hôm nay. Nó khoảng là tầm 10 tờ giấy A4 là chứ không có nhiều hết đó. Tức là chỉ là tóm tắt những cái đầu mục thôi. Chỉ có 10 tờ giấy A4. Và anh tính toán sơ lược là nếu như chúng ta cố gắng nói nhanh thì chúng ta sẽ mất 3 tiếng. Còn chúng ta có thể là tới 5 tiếng nếu như mà chúng ta đi một cách bài bản và đầy đủ. Thì liệu bao nhiêu anh em trong số ở đây có thể xem suốt 5 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mệt? Giơ tay lên và nói tôi. À, các bạn vẫn nghe tiếng rõ không? Có người kêu là chỉ thấy người chứ không thấy tiếng à. Chỉ thấy người chứ không thấy tiếng à. Các bạn có nghe tiếng rõ không vậy? Ồ, có bao nhiêu người giơ tay tôi? To vậy. Ok.
Bây giờ trước khi bắt đầu cái buổi livestream á thì anh xin có một số điều anh nói cho các bạn biết như thế này nè. Thứ nhất là anh rất là vui khi mà các bạn nhiệt tình ủng hộ anh trong cái đợt livestream này. Mặc dù là nửa năm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nhiều, anh thì anh chạy ra ngoài anh lo nhiều công việc kinh doanh vân vân. Rồi bây giờ quay lại các bạn vẫn ủng hộ là điều đó anh rất vui. Nhưng mà bây giờ để cho cái buổi livestream này nó hiệu quả thì anh muốn là các bạn phải hợp tác cùng với anh, chứ không phải là các bạn chỉ là ngồi nghe anh nói bằng cách nào. Tức là khi các bạn ngồi nghe cái clip này, đồng thời là các bạn nên có một cái cuốn sổ và một cái viết ở bên cạnh cho anh. Theo cái nguyên tắc là tai các bạn nghe anh nói, mắt thì các bạn nhìn vô màn hình, và cái tay thì các bạn phải ghi chép lại những cái điều mà anh nói. Tại vì thật sự á, khi mà anh soạn ra 10 cái tờ giấy A4 những cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nè, thì mình thấy á là nếu như các bạn chỉ ngồi nghe suông á thì nó không có hiệu quả. Còn các bạn ngồi các bạn nghe mình nói, các bạn thấy được cái gì nó tâm đắc của các bạn hiểu được một cái gì đó, ngộ ra được một điều gì đó, thì các bạn lập tức các bạn ghi vào một cuốn sổ, hay nói cách khác là các bạn tóm lại toàn bộ cái chương trình mà anh livestream. Nó giống như việc các bạn tham gia một cái buổi học ở trên trường, thầy cô nói thì các bạn có một cuốn tập các bạn ghi lại. Chứ các bạn đừng có ngồi nghe không, tại vì nghe không là các bạn sẽ buồn ngủ. Các bạn phải hành động, phải làm một cái gì đó cho mình tỉnh ngủ, tỉnh táo ra, mình tập trung vào bằng cách là sao? Mắt thì nhìn, tai thì nghe, tay thì ghi. Các bạn cố gắng chuẩn bị cho anh một tờ giấy, một cây viết hoặc một cuốn sổ luôn, tại vì rất là nhiều thứ mình sẽ ghi. Bây giờ những bạn nào đang nghe tới cái chỗ này thì các bạn đứng dậy, các bạn lấy một cốc nước bự, các bạn ngồi xuống cái bàn, xong rồi sau đó các bạn lấy một cây viết và cuốn sổ, các bạn chuẩn bị chiến đấu nha. Ngay lập tức đứng dậy đi các bạn, đừng có chỉ là ngồi nghe cho có thôi. Nếu mà nghe cho có thì các bạn khỏi cần nghe, thật sự là như vậy luôn. Các bạn nên hợp tác với anh. Các bạn còn nghe anh nói rõ không? À, các bạn nghe anh nói rõ không? Các bạn đứng dậy nha, lấy một cái cuốn sổ, một cái viết, ngồi chờ sẵn để bắt đầu mình vô buổi live, mình sẽ ghi chép lại. Các bạn làm liền cái điều đó cho anh nha, làm liền, làm liền. Làm liền đi, điều đó tốt cho các bạn. Đây, anh cũng không nghĩ là anh có thể ngồi anh soạn ra được 10 tờ giấy A4 mà toàn là những cái chủ đề mà chỉ là cái mục lục mình sẽ nói thôi á, rất là nhiều. Không nghĩ là mình có thể mình viết nhiều như vậy. Và các bạn có biết một điều này không? Anh nói các bạn đừng có hết hồn nha. Hôm nay là tối ngày chủ nhật 7 giờ tối chủ nhật. Các bạn có biết một điều là cái người đang ngồi nói cho các bạn là anh nè, là anh đã không ăn gì từ cái hồi chủ nhật thứ bảy, từ trưa thứ bảy tới giờ anh chưa hề ăn một cái gì hết đó. Các bạn có tin điều đó không? Tin hay không? Tức là hôm nay là tối chủ nhật, từ trưa thứ bảy tới tận tối hôm nay anh chưa ăn cái gì hết, anh chỉ có uống nước thôi. Các bạn có tin được điều đó không? Mà anh vẫn có thể ngồi đây mà chia sẻ với các bạn. Không tin à? Anh thì có gì đâu mà phải nói dối mấy tụi bay chứ, anh nói dối làm cái gì? Có thì mình nói để cho nó chắc anh, để tránh bị gục ngã trong cái trận livestream đợt này, thì anh đã chuẩn bị sẵn một cái lô bánh kẹo, một lô bánh kẹo. Đây, hồi chiều đến giờ anh ăn đúng hai cái bánh. Đây là hai cái vỏ bánh mà hồi chiều đến giờ anh ăn. Và đây là những cái bánh mà anh sẽ chiến đấu với các bạn trong suốt buổi livestream này. Và đồng thời là mình có bịch kẹo dẻo. Đó. À, bây giờ anh kiêng nước ngọt rồi các bạn. Anh kiêng nước ngọt rồi. Không tin à? Sao mấy đứa không tin được lập trình viên là nhà những sinh vật mà có sức mạnh kỳ bí mà sao lại không tin? Mình đâu phải là người thường đâu, mình là lập trình viên mà. Ok. À, các bạn chờ xíu coi mình lấy một cái đồ sạc pin ra.
để mình sạc pin cho cái điện thoại cái. Đúng rồi, bản thân mình cũng không nghĩ là mình trâu bò như vậy được. Lâu lâu nó hiện ra cái này nè. Nó hay bị hiện ra cái gì á. Ok. Rồi, ok, anh đi đi. Anh cứ đi đi. Năm trăm anh em đâu rồi? Ai đã giúp tôi đạt được 500 anh em coi? Tôi đã nhìn anh nhìn anh suốt 2 ngày trời để tôi dành thời gian tôi ngồi soạn tài liệu và tôi live stream với anh em đây. Ai đã cho tôi được 500 anh em với? À, có bạn xin có Minion à, đây. Minion đây. Đây là cái công ty anh. Minion đây. Con này nó tên là Lukachu. Ok. Các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa? Chuẩn bị giấy bút chưa các bạn ơi? Giấy bút chưa? Các bạn comment sẵn sàng đi để mình bắt đầu nha. Nãy giờ mình cũng chuẩn bị hết 30 phút rồi. Các bạn đã chuẩn bị sẵn giấy bút chưa? Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn comment sẵn sàng để anh bắt đầu anh vô nha. Sẵn sàng chưa các bạn? Giấy bút chuẩn bị hết chưa? Một cốc nước bự để bên cạnh. Một cốc nước bự để bên cạnh luôn để ghi chép lại những cái điều mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, sẵn sàng ha các bạn ơi. Ok. Bây giờ nó là như thế này. Trước tiên là anh gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn mà đang xem cái video clip buổi livestream này. Thì thật sự á là trong cái khoảng thời gian qua là anh trải qua những cái đấu tranh trong cái nội tâm của mình rất nhiều. Các bạn để ý thấy là suốt tầm nửa năm tới 1 năm nay á là anh không hề livestream, cũng không hề giải bài tập hay là thậm chí là post một cái clip bài học mới lên YouTube. Đó là tại sao? Đó là chính bản thân anh cảm thấy là anh bị cuốn theo cái luồng về kinh doanh, về marketing. Tức là khi anh xuất phát điểm anh là một người chia sẻ những cái kiến thức, những cái giá trị cho cộng đồng, nhưng mà đột nhiên đó là anh cảm thấy thích về kinh doanh, thế là anh lún sâu về kinh doanh và anh bỏ hẳn hoàn toàn những cái công việc nó mang cái tính là tính đào tạo. Nó làm cho cái khoảng cách giữa anh với cộng đồng, với các bạn nó ngày càng một xa dần. Và suốt cái khoảng thời gian nửa năm qua là anh đấu tranh rất nhiều và cuối cùng là anh đã tìm lại được chính cái bản thân của mình. Các bạn có vui khi nghe anh nói đến đoạn này hay không? Các bạn có vui khi nghe anh chia sẻ tới cái đoạn này không? Thật sự là anh rất vui khi mà anh đã tìm được chính bản thân mình. Bằng tự cảm nhận của bản thân mình, bằng chính những người anh em thân thiết của mình chia sẻ tâm sự với mình, nó làm cho mình nhìn lại cái bản thân của mình và bây giờ là mình quyết định mình quay trở lại với các bạn. Khi mà anh cố gắng anh dứt hết tất cả cái công việc của anh ra, cái đợt đó là anh đi ra ngoài ngoài Hà Nội, anh đi dự đám cưới của người anh, đồng thời là anh đi lên Sapa, thì anh dứt hết tất cả những cái công việc kinh doanh, công việc công ty ra. Rõ ràng là từ khi mình lên công ty á, là mình tối mặt tối mày ở trong cái luồng. Rồi sau đó mình bắt đầu mình đi ra ngoài, mình mới giữ thư thái cho đầu óc của mình mới nhìn lại, mình mới thấy được là mình đã bỏ qua rất là nhiều thứ. Rồi thêm cái nữa, cái ngày cuối năm á, cái công ty của mình ngồi lại, công ty của anh ngồi lại á, mọi người cảm thấy là không có động lực để làm việc nhiều. Tức là mình hỏi các bạn là tại sao cái tiến độ càng lúc càng trễ, hệ thống sao mãi chưa xong đó vân vân, thì mọi người vẫn không nói gì. Mãi tới khi mình hỏi thì mọi người mới cho mình một cái cảm giác là có vẻ như là chúng ta đang cảm thấy là chúng ta đi sai một con đường một tí. Nó làm cho chúng ta không còn như cái động lực, cái nhiệt huyết như cái thỏi ban đầu chúng ta bắt đầu làm. Vì thỏi ban đầu là sao? Cả anh em cùng gom lại, mình muốn xây dựng ra một cái cộng đồng giáo dục, mình muốn xây dựng ra một cái hệ thống
mình muốn có thể chia sẻ được nhiều kiến thức và giá trị cho tất cả mọi người. Nhưng mà đột nhiên bắt đầu công việc kinh doanh của công ty nó đi lên rồi vân 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 vân, rồi bắt đầu mình làm cho mình xa khỏi cái định hướng ban đầu của công ty. Sau khi mình hiểu được điều đó, mình suy nghĩ về nó liên tục và mình đi ra ngoài, mình thư thả đầu óc. Rồi mình nhận được một cái email của một người bạn học viên thân của mình. Người bạn này là một người mà mình nhận mình kèm cặp luôn, nhưng mà suốt cái khoảng thời gian qua là mình không có nói chuyện với họ, mà hầu như mình để cho họ tự học là chính, mình cũng ít nói chuyện. Họ gửi lại cho mình một cái email, họ nói là: Sơn, tôi xem qua những cái video clip của ông từ thời suốt năm 2015, 2016, tôi cảm thấy rất là nhiệt huyết, tôi cảm thấy được cái chất của con người ông trong đó. Tôi đồng hành với ông là bởi vì tôi thích được cái sự nhiệt huyết của ông, chứ không phải là tôi thích cái kiến thức mà tôi vào, tại vì kiến thức thì bây giờ ai cũng có nhiều lắm. Nhưng mà dần dần càng lúc tôi càng nhận ra một điều là gì? Ông đã đánh mất cái tính chất con người giáo của ông rồi. Ông không còn cái tính giáo nữa, ông rất ít. Tôi cảm thấy không nhìn được ông ngày xưa nữa, và ông bây giờ tôi cảm thấy là rất rất buồn, tôi cảm thấy buồn vì điều đó. Bắt đầu mình ngồi mình nhận cái email này nha, mình nhận được một tuần liền, mình đọc, mình cứ mỗi ngày mình ngồi mình đọc để mình suy ngẫm, mình thấm, mình không có dám trả lời lại email của bạn này luôn. Rõ ràng luôn là mình càng lúc mình càng nhận ra cái điểm gọi là cái điểm thiếu sót của mình. Thì rất may mắn là chỉ có nửa năm thôi, nửa năm mới một năm trở lại. Thực ra là gì? Những cái tài nguyên YouTube mình up lên mạng cho các bạn học, rồi những cái bài chia sẻ trên web vân vân, tất cả những cái đó, tất cả những cái đó thì nó vẫn tự chạy. Nhưng vấn đề là mình không có một cái gì đó mới để mình chia sẻ thêm cho các bạn. Và mình đã nhận ra được cái điều thiếu sót của mình. Vì thế cho nên là cái buổi live stream này cũng đồng thời thông báo được với các bạn là cái sự quay trở lại của Sơn Đẹp Trai. Cũng đồng thời mình cho các bạn biết là mình sẽ bắt đầu mình hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Mình hướng tới cộng đồng nhiều hơn, mình chia sẻ thật nhiều điều với các bạn. Tại vì chính trong những cái lúc mà mình ngồi mình soạn ra rất nhiều những cái nội dung này, mình mới cảm thấy là mình như được sống lại, nó như được hồi sinh. Và ai cũng có một cái trải nghiệm trong cuộc đời như vậy. Khi chúng ta đi sang một cái hướng khác và chúng ta lại nhận ra một cái điều là gì đó, chúng ta lại quay trở lại. Ok, thì điều đó nó làm cho mình là cảm thấy rất vui. Và một trong số những cái điều hôm đó, những cái điều mình đã trải qua như vậy, mình cũng sẽ chia sẻ hết cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay và tất cả những cái buổi từ nay trở về sau luôn. Mình thật sự là cảm thấy bây giờ là mình đã được sống lại rồi, mình rất là vui. Các bạn có nghe anh nói rõ không? Các bạn có nghe anh nói rõ không? Các bạn comment cho anh biết nha. Comment cho anh biết với. À, đâu có thấy đẹp trai gì đâu. Đúng rồi, cái đó là cái thương hiệu của mình mà. Ok, các bạn vẫn có nghe rõ giọng anh nói không? Có nghe rõ giọng anh nói không? Có bị lắc không các bạn? Sao các bạn bị lắc, các bạn lại không bị nha? Các bạn là có thể do đường truyền của các bạn nhé. Rồi, ok. Rồi, lý do tại sao mà anh quyết định anh sẽ làm cái buổi chia sẻ này, đó là vì anh trong suốt thời gian qua thì nói là mình không có quan tâm đến các bạn, chứ thật ra là mình vẫn gọi điện thoại cho học viên vẫn hay trò chuyện tâm sự trao đổi với mình. Thì mình mới thấy là có rất nhiều những bạn học viên của mình bị vướng vào một cái lỗi, đó là các bạn không biết cái phương pháp học, các bạn có những cái lối học sai, và đồng thời là gì, các bạn định hướng sai về cái cuộc đời, về cái tương lai của các bạn luôn. Và mỗi một người như vậy khi mình nói chuyện đã là học viên, là những người anh em đồng hành với mình, thì mình luôn luôn có trách nhiệm là mình phải đồng hành, mình chia sẻ cho các bạn. Mỗi một người như vậy mình dành đến tầm 1 đến 2 tiếng cho các bạn để giải quyết cái vấn đề của các bạn. Mình cảm thấy là gì? Những cái điều mình chia sẻ cho học viên như vậy á, mình cứ giải quyết cho một người, hai người, nó không thể nào mà giải quyết hết được. Thành ra đó là lý do mà mình quyết định mình
tổng hợp hết tất cả những cái trường hợp, những cái vấn đề mà các bạn học viên của mình gặp và những người khác mình tư vấn, mình quyết định là mình tìm hiểu cái ngọn ngành là lý do tại sao họ lại bị đến một cái tình huống như ngày hôm nay. Và vì thế cho nên những ai đang xem cái video clip này có thể là đang ở trong tình trạng như họ thì sẽ biết cách để giải quyết được những cái vấn đề đang gặp phải. Nếu những ai may mắn chưa ở trong tình trạng như họ thì hãy cứ xem qua để làm cái hành trang kinh nghiệm cho mình nha. Đó là cái điều mà cái buổi hôm nay sẽ mang lại cho các bạn. Thì trước khi bắt đầu thì anh cũng muốn nói rõ cho các bạn một điều. Anh cũng rất là muốn xưng hô là Sơn và các bạn, nhưng mà không biết tại sao á, là chắc chắn một điều là đa phần các bạn nhỏ tuổi hơn anh, chỉ có một số ít các bạn bằng tuổi và lớn hơn. Thì mình mong là các bạn hãy thông cảm cho mình. Tại vì khi mà chúng ta nói là tôi và các bạn, khi chúng ta nói tôi và các bạn thì nó có một cái khoảng cách của cái câu nói tôi và các bạn. Giống như trường hợp giảng viên ở trên trường á, sẽ hay nói chuyện như vậy. Hoặc là khi mà chúng ta nói là anh Sơn và các bạn á, thì tự nhiên bản thân anh cũng cảm thấy là có cái gì đó nó xa cách với bạn. Thành ra đó là lý do mà anh quyết định là mình sẽ xưng là anh. Và những người nào á là lớn tuổi hơn hay bằng tuổi Sơn á, thì Sơn mong là các bạn thông cảm cho Sơn. Những người đó là Sơn vẫn luôn luôn quý trọng. Mình hiểu đàn anh là đàn anh, bạn là bạn, nhưng mà ở đây đa phần là học viên của mình và những người em nhỏ tuổi hơn mình, thì mình sẽ xưng một cái chuẩn chung cho nó gần gũi hơn là anh. Đó, mong các bạn thông cảm điều này cho Sơn nha. Ok, với một điều mình nói nữa là những cái buổi mình, những cái điều mình chia sẻ cho ngày hôm nay thì nó đúc kết từ cái việc trải nghiệm của mình, những cái trải nghiệm trong đời sống ở rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Cụ thể là từ năm 2012 lúc mình bắt đầu mình học công nghệ thông tin cho đến giờ là 5 năm. Và mình lăn lộn không chỉ là với cái ngành công nghệ thông tin mà mình lăn lộn với kinh doanh, với marketing, với bán hàng, rồi gặp gỡ rất nhiều người và mình có rất nhiều những cái trải nghiệm. Và mình mong muốn là chia sẻ những cái điều đó cho các bạn. Không có phải là vì mình muốn chứng tỏ bản thân mình là mình giỏi hơn các bạn hay là sao cả. Mình không là gì. Mình không là gì với các bạn cả. Mình không có cái gì phải chứng tỏ với các bạn cả. Tại vì khi mình nói về cái câu chuyện của bản thân mình hiểu rõ về nó, mình có thể mình chia sẻ cho các bạn thấy được cái nhiệt huyết, cái suy nghĩ của mình ở cái giai đoạn đó, nó sẽ hay hơn là cái việc mình đi kể lại câu chuyện của một người thành công khác như là Bill Gates hay là Steven Jobs vân vân. Điều đó nó không có hay bằng chính bản thân mình. Cho nên mình nói ra tất cả những điều này, mong các bạn hiểu là mình không hề có cái ý là mình muốn chứng tỏ cho các bạn là ơi tôi giỏi hơn bạn đó, tôi dạy cho các bạn điều này. Mình không bao giờ mình nói cho các bạn là mình dạy các bạn cả. Và mình chỉ nói cho các bạn là gì? Mình chia sẻ. Mình chia sẻ là gì? Một người anh chia sẻ cho một người em, một người bạn chia sẻ cho một người bạn. Không có cái gì là ở đây là chúng ta đang chứng tỏ cho nhau cả nha. Các bạn hiểu điều đó cho anh. Rồi một điều nữa là anh mong các bạn hiểu thêm một điều này. Đó là tất cả những cái chuỗi mà anh livestream thế này nè, nó không có vì một cái mục đích cá nhân của mình. Ví dụ như là không vì mục đích là mình quảng cáo cho khóa học của mình. Mình không hề có những cái mục đích như vậy. Tại vì nếu mình muốn quảng cáo cho khóa học của mình á, mình vứt tiền ra ngoài cho những cái quảng cáo nó chạy theo các bạn cũng được. Không có nhất thiết là mình phải ngồi mình livestream hết 5 tiếng, thậm chí là 7 tiếng, 10 tiếng để mà mình chỉ mong muốn là mình bán khóa học cho các bạn. Nếu các bạn tìm hiểu, các bạn thấy hay thì các bạn học, chứ mình không có nghĩa là mình dụ các bạn. Và đồng thời không phải là mình chỉ giới thiệu cho các bạn như vậy. Trong suốt những cái điều mình nói, có những cái điều mà mình thấy là hay, mình khuyên các bạn là tìm hiểu. Có thể nó là một khóa học, một cái chủ đề, và các bạn có thể tìm hiểu học miễn phí ở trên mạng, hay là học có phí. Không chỉ là trung tâm của mình, có thể là những trung tâm khác. Mình không bao giờ mà mình giấu điều gì hay là mình cố gắng làm điều gì đó hết. Tất cả là mình hướng đến các bạn. Mình có thể nói cho bạn là điều đó hay, điều đó tốt, bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể tự học. Các bạn có thể học ở những trung tâm khác, miễn là mình nói cho bạn biết là điều đó tốt và các bạn nên làm. Vậy thôi. Ok. Các bạn có hiểu rõ những điều mà anh nói không? Các bạn có hiểu rõ những điều anh nói không các bạn? Và cái buổi ngày hôm nay thì thứ nhất nó dành cho những sinh viên, dành cho những sinh viên học ngành công nghệ thông tin mà đang cảm thấy là mất động lực trong ngành, cảm thấy khó khăn, mất động lực và thậm chí là mất động lực trong cuộc sống luôn. Thì mình
cái buổi hôm nay rất là phù hợp với các bạn. Thêm nữa, cái buổi hôm nay sẽ phù hợp với những người đang có dự định tìm hiểu về công nghệ thông tin. Ví dụ như là những người lớn học một ngành nào đó bây giờ lại cảm thấy công nghệ thông tin hay, muốn tìm hiểu về công nghệ. Hoặc là những em lớp 12 đang có nhu cầu tìm hiểu về công nghệ thông tin, thì cái clip này cũng rất là phù hợp để các bạn nghe nha. Nếu các bạn có anh chị em nào mà muốn tìm hiểu về công nghệ thông tin, các em lớp 12 vân vân, thì các bạn hãy chia sẻ cái clip này đến những người đó, đưa một cái giá trị tới cho họ. Đó, ok. Rồi, vậy thì các bạn đã nắm được cái chủ đề của buổi chia sẻ ngày hôm nay chưa? Mình sẽ tóm gọn lại là 6 cái chủ đề chính cho các bạn. Chủ đề thứ nhất là các bạn phải hiểu rõ được cái tầm quan trọng của cái lập trình công nghệ thông tin trong cái đời sống hiện nay. Mình phải hiểu rõ thì mình mới biết là mình đang làm cái gì, mình đang đi theo hướng gì. Đó. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy được cái lợi ích của cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đa dạng lĩnh vực của đời sống hiện nay, để các bạn có một cái động lực để các bạn theo đuổi được cái niềm đam mê. Cái điều thứ ba là các bạn biết được, đối với những bạn nào đang học công nghệ thông tin thì các bạn sẽ biết được những cái phương pháp học nó hiệu quả trong cái ngành công nghệ thông tin lập trình này. Đó. Thì cái này anh sẽ không nói đủ cho các bạn được, tại vì nó có rất nhiều những cái phương pháp, nhưng mà anh chỉ dựa trên yếu tố cá nhân bản thân mình và mình chia sẻ. Cái điều thứ tư là những cái lối học sai lầm của các bạn. Ở đây á, là mình đã tổng hợp được sai lầm. Vì sao? Vì mình đã tiếp xúc với rất nhiều bạn gặp những cái lỗi về cái quá trình học, về cái tư duy, về con đường. Mình đã xử lý cho rất nhiều bạn rồi. Vì thế cho nên là mình tổng hợp hết lại những cái trường hợp tiêu biểu và mình đưa ra. Nếu như bạn cũng đang ở trong tình trạng đó thì bạn hãy lắng nghe thật là kỹ để mà tránh vấp phải và biết cách xử lý cho cái vấn đề các bạn đang gặp. Cái điều thứ năm là mình muốn định hướng tương lai trong ngành công nghệ thông tin cho các bạn. Ở đây kiến thức mình cũng rất là hạn hẹp, mình biết gì mình chia sẻ đó, các bạn đừng có chê là được rồi. Có một người ngồi nói 5 tiếng đồng hồ không thu bất kỳ một đồng phí nào của các bạn hết, thì mong một điều cơ bản nhất là các bạn đừng có ném đá mình. Không thương thì đừng ném đá, chứ các bạn đừng có chê nha. Cái điều thứ sáu là mình mong muốn mình có thể giúp các bạn tạo được một cái sự thành công bền vững, không chỉ là đối với cái công nghệ thông tin, cái mảng các bạn đang theo đuổi, mà với cả cái cuộc sống của các bạn luôn. Mình không tự nhận mình là một người thành công, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc với những cái gì mình đang có được ở hiện tại. Thành công nó không có định nghĩa bằng việc là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà nó định nghĩa bằng cái việc là các bạn có cảm thấy hạnh phúc với những gì bạn đang làm hay không. Thì cái điều đó mình sẽ nói cho các bạn ở cái phần thứ 6 là tạo sự thành công bền vững. Cái điều này là trải nghiệm bản thân của mình và một số cái anh em mình gặp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, thì 6 cái chủ đề này mình nói trước cho các bạn là mỗi một chủ đề nó sẽ là một cái buổi live stream đi sâu về cái chủ đề đó. Nhưng mình sẽ đi tổng quan ở cái buổi này qua hết 6 cái chủ đề sau. Đó, và các bạn sẽ có được cái nhìn nhận nó tương đối, chưa có được đầy đủ nha, nhưng mà mình sẽ tương đối. Bởi vì khả năng bản thân mình nó cũng ở một mức giới hạn thôi, chứ mình không có phải là mình nói cho nó hợp lý hết, cho nó đầy đủ hết được. Rồi, ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn comment sẵn sàng cho anh biết, để anh biết là các bạn đang xem cái đoạn này đi. Chứ bây giờ bên máy anh có vẻ nó đi chậm hơn so với đường truyền các bạn. Các bạn comment sẵn sàng nha, để mình biết nha. Các bạn comment cho mình biết nào. Các bạn comment sẵn sàng nha. Mình bắt đầu coi. À, mình đính chính cho các bạn biết là mình đã bỏ cái nước ngọt rồi. Đây nó gọi là chanh muối, có nghĩa là không phải là nước ngọt, nó là chanh muối. Mình sẽ uống cái này để mình cầm cái họng mình nha. Ok,
Ok, các bạn bắt đầu nha. Thì nó là thế này. Cái công nghệ thông tin của mình đó các bạn, nó rất là hay. Chính anh là một người học công nghệ thông tin, và mình không dám nói là mình tự cao hay gì hết, nhưng mà mình có một cái may mắn của cái cuộc đời mình, đó là mình được trải nghiệm cái công nghệ thông tin ở đa dạng lĩnh vực. Mình trải nghiệm ở kinh doanh, mình trải nghiệm ở buôn bán hàng, rồi mình trải nghiệm ở cái việc đàm phán, rồi vân vân, và nhiều lĩnh vực khác. Mình cảm nhận được á, mình tiếp xúc với rất nhiều người thành công xuất phát từ công nghệ thông tin. Ví dụ như là một người mở cả một cái chuỗi thời trang, cả mười mấy chi nhánh trên toàn nước, cũng là xuất thân từ công nghệ thông tin. Một người thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh cũng là từ công nghệ thông tin. Cái tư duy, mình mới hỏi là cái tư duy của những người học công nghệ thông tin là cái gì mà hay như vậy đó. Và mình may mắn được trải nghiệm tiếp cận với họ, và từ đó mình mới có những cái điều mà mình chia sẻ. Bây giờ đầu tiên á, các bạn phải hiểu được cái tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong đời sống hiện nay. Các bạn thử nhìn vào thực tế như thế này nè. Bây giờ có rất nhiều những cái ngành nghề truyền thống, không chỉ là ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đã bị công nghệ thông tin nó tác động vào và nó làm thay đổi chóng mặt luôn. Các bạn có nhìn ra được những cái điều đó không? Nếu các bạn đang là người học công nghệ thông tin, các bạn phải nhìn được cái điều anh nói. Ví dụ như sao? Ngày xưa bạn muốn đi xe ôm, đúng không? Bạn phải đi ra đầu đường, bạn nhòm tới nhòm lui nhòm mãi mới có một cái ông xe ôm, ông nằm ngủ. Bắt đầu bạn lại, bạn kêu bác ơi, bác chở con đi với. Bắt đầu bác kéo cái nón xuống, bác nhìn mình mặt thấy ghét, xong không chở, tao ngủ tiếp. Thế là bạn phải lò dò, bạn đi kiếm một người xe ôm mới đó. Còn bây giờ là sao? Bạn ngồi ở nhà, bạn bật Grab lên, bạn bật Uber lên, bấm một phát một, nó gọi lại cho bạn, nó hỏi nhà bạn ở đâu, nó tới tận nhà đón bạn, nó mở cửa, nó xách hành lý ra cho bạn luôn. Bạn chỉ việc là đi lên đó ngồi và tới nơi. Tương tự như vậy đối với Grab, với Uber. Vậy thì sao? Vậy thì có phải là cái công nghệ đó đã thay thế luôn cả cái lĩnh vực truyền thống là xe ôm không các bạn? Xe ôm, xe taxi, bao nhiêu đời rồi mà bây giờ nó vô một phát một là nó đi luôn, nó thay thế toàn bộ cái bộ mặt của cái ngành nghề này luôn. Bây giờ là các bác xe ôm còn đố bác nào mà dám chảnh chọe nữa đâu. Các bác bây giờ là phải nai lưng ra chạy ra ngoài đường để mà kiếm khách, rồi bắt đầu là phải chịu khó làm lại, chứ đâu có chảnh được như ngày xưa nữa. Các bạn thấy đó là điều gì? Công nghệ nó tác động vào, nó thay đổi được cái cuộc sống của mình. Bất kỳ một cái gì đó cuộc sống nó làm không tốt, xã hội nó làm không tốt, thì tự động sẽ có một cái điều gì đó nó tốt hơn nó làm, và nó đào thải cái kia đi. Và cái công nghệ là cái mà nó có cái sức mạnh vượt bậc. Như bây giờ sức mạnh của công nghệ bây giờ là nó không có giới hạn, nó liên tục nó đào thải tất cả mọi cái ngành nghề khác. Các bạn có nghe qua được cái câu chuyện chia sẻ về Grab vừa rồi của anh không? Comment là các bạn nghe nha, các bạn comment chữ Grab để anh biết các bạn đang nghe. Ok, mình quên nói một điều. Vì mình soạn rất nhiều nội dung và mình muốn cho cái buổi live stream của mình á, nó thoải mái, nó không có bị gò bó, cho nên là mình cũng không có soạn một cái kịch bản giống như là mình ngồi mình đọc từ trên xuống dưới. Các bạn có thích mình ngồi mình đọc từ trên xuống dưới không? Chắc chắn là các bạn sẽ không thích, mà các bạn thích mình chia sẻ theo những cái gì mà mình tâm huyết mình nói ra. Vì thế cho nên mình nói cho các bạn một điều các bạn thông cảm, đó là trong suốt quá trình mình nói á, đôi khi là mình sẽ nhìn xuống cái tờ giấy này, mình sẽ ngồi mình lập ra cái tờ này lập tờ kia để mình nói cho nó đầy đủ, nó hết ý, nó không có bị thiếu sót cái điều gì hết nha. Có thể là các bạn phải nhìn thấy anh cầm tờ giấy anh đọc, nhưng mà đừng có cười anh hay đừng có gì hết nha, tại vì cơ bản là nó nhiều lắm. Mình mà ngồi mình học thuộc lòng mình nói cho các bạn thì cũng được, nhưng mà mình sợ mình thiếu thôi. Cho nên tốt nhất là mình cứ thoải mái với nhau đi, mình ngồi mình soạn hết ra giấy rồi mình nói nha. Ok, rồi tiếp tục. Một cái ngành nghề nữa nó thay thế được, đó là gì? Vé số điện toán Vietlott. Nếu bạn thích chúng được 20 tỷ, 12 tỷ thì các bạn hãy làm một lô Vietlott. Tại sao? Ngày xưa vé số truyền thống nó đứng một mình, nó chơi hết cái sân chơi.
và cái giải cao nhất là 2 tỷ đồng. Bây giờ Vietlott nó vào một phát một, nó đọc một phát một vé số truyền thống, các bạn có tin được hay không? Nếu như các bạn quan tâm tới những cái vấn đề này á, các bạn sẽ thấy vé số truyền thống nó thống trị cái Việt Nam mình mấy chục năm trời, mà đột nhiên á, cái vé số điện toán nó vào mới cái nửa năm gần đây, mà cái vé số điện toán nó đã làm cho cái vé số truyền thống á, cái doanh thu của nó đó giảm 50% luôn đó các bạn. Là các bạn thấy được cái tầm ảnh hưởng của cái công nghệ nó tác động như thế nào. Các bạn có thấy rõ điều đó không? Cái tầm ảnh hưởng của công nghệ nó tác động tới như thế nào, kinh khủng chưa các bạn? Các bạn comment cái chữ Vietlott xuống cho anh coi, để anh biết các bạn đang xem. Ok, mình mới nhìn thấy một cái comment là bạn có tin là công nghệ thông tin thay đổi cả chế độ hay không? Thì thực sự là ok, chúng ta đi về một tí về cái hướng gọi là ba cái chính trị đi ha. Thì ở Việt Nam ấy, thì công nghệ thông tin nó chưa có bị siết chặt như Trung Quốc. Trung Quốc là đố các bạn lên những cái mạng như Google hay YouTube, mà nó có cái mạng riêng của nó. Nó thắt chặt lại, nó không cho người dân nó vượt ra ngoài cái tầm Internet để biết được là có cái điều gì ở cái thế giới ngoài kia. Đó, thành ra cái câu nói mà công nghệ thông tin có thể thay đổi cả chế độ là điều đó cũng có một cái ẩn ý nha. Mà ý gì thì anh không biết, cái đó anh dở lắm, các bạn tự hiểu đi ha. Cái đó anh dở lắm. Rồi, vậy thì sao? Tại sao càng ngày càng có nhiều những cái startup về công nghệ thông tin nó xuất hiện? Và đa số 95% luôn là toàn là startup về công nghệ thông tin. Và cái công nghệ thông tin nó ứng dụng startup về đồ ăn, startup về rau sạch, đó, startup về giáo dục, vân vân, startup về công nghệ vé số, công nghệ về xe hơi, xe máy. Tại sao càng ngày càng có nhiều startup về công nghệ? Bởi vì đơn giản là sao? Công nghệ nó đang phát triển rất mạnh mẽ, và cái lý do họ quyết định họ thành lập ra một cái startup là vì sao? Vì cái bức xúc ở cái hiện tại, cái bức xúc trong cuộc sống của họ, cảm thấy cái đó nó chưa có tốt, nó bức xúc và nó tìm ra một cái giải pháp làm cho nó tốt hơn. Startup có hai cái cách để startup. Một là làm ra một cái thứ mà chưa có ai nghĩ tới, chưa có ai làm ra. Hai á, là mình nhìn vào những cái đã có người làm, mình cảm thấy là nó làm chưa được tốt thì mình sẽ làm cho tốt hơn, vậy thôi. Đó là bản chất của startup. Và công nghệ thông tin là gì? Bởi vì bây giờ nếu các bạn đang xài cái máy tính, các bạn đang xài cái điện thoại, thì đây chính là thời đại của công nghệ thông tin. Thành ra đó là lý do mà những người công nghệ thông tin họ có rất nhiều cái đất để dùng võ. Ok, thất bại là bởi vì startup thất bại là bởi vì sao em biết không Đặng? Là bởi vì họ chưa có tính toán kỹ. Nó liên quan đến vấn đề là họ đo lường cái thị trường của họ. Ví dụ như họ làm một cái mà không ai cần thì cũng đâu có tác dụng. Hay là họ làm một cái họ tưởng là tốt hơn cái thằng kia, nhưng ai dè nó còn thua cả thằng kia thì có tác dụng. Ok, và thậm chí là gì, cái công nghệ thông tin đó đối với cái lĩnh vực là cái lĩnh vực bất động sản đó. Bây giờ nha, ngày xưa bất động sản á, họ muốn đi coi một cái nhà, họ muốn đi mua một cái nhà thì họ phải làm sao các bạn biết không? Một là họ đi tới tận nơi để họ xem xét cái nhà, tường nó làm sao, mái nó làm sao, cái đường đi vô lộ nó như thế nào, bên trong nhà cảm giác nó như thế nào, vân vân. Đó, họ phải đi vào thực tế, họ trải nghiệm. Đó là ngày xưa. Còn đối với trường hợp một số người cao hơn một tí, họ chụp hình những cái căn nhà lại để rồi họ gửi về cho cái người muốn mua họ xem. Nhưng mà đó là lỗi thời rồi. Còn cái thời nay á, là nó đã ứng dụng cái công nghệ thực tế ảo. Nó cho phép nó úp một cái kiếm vô mắt, và cứ như là mình đang đứng ở trong cái ngôi nhà mà mình muốn mua vậy đó. Mình có thể mình đi, mình mở cửa từng phòng để mình nhìn cái phòng ốc, mình cảm nhận được nó như thế nào. Đó, nó ghê đến như vậy đó các bạn. Bây giờ đi xem nhà là không phải tới tận nơi xem nữa, mà nó có cái công nghệ là thực tế ảo luôn rồi. Và đây là cái hướng startup bất động sản của một công ty, nó gọi là Rồng Bay Land. Đó, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu tất cả những cái điều, những cái dẫn chứng mà anh nói trong suốt cái buổi hôm nay, thì anh sẽ cố gắng anh gom lại cho các bạn một cái tập, và sau buổi anh sẽ chia sẻ lên trên cái fanpage để các bạn tải về. Nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu theo cái hướng mà anh nói, Rồng Bay Land.
CEO của Rồng Bay Land. Đó là ông đó đưa cái công nghệ thực tế ảo vào cái doanh nghiệp bất động sản của mình, rất là hay. Ok, các bạn comment chữ bất động sản xuống cho anh biết là các bạn đang xem tới đây đi. Sao các bạn thấy những cái ngành nghề thực tế, những cái ngành nghề mà truyền thống từ hồi lâu đời đến giờ, bây giờ tất cả đều bị công nghệ nó tác động vô hết, các bạn thấy không? Rồi, thực tế là còn cái gì nữa? Trước cái Rồng Bay Land là anh có biết tới một cái trang này thì thật sự là anh cũng không nhớ rõ cái domain của nó là cái gì. Nhưng nó hay ở một cái chỗ là thế này nè, trong cái quá trình mà anh đi tìm hiểu, anh đi tìm thuê nhà cho công ty, thì các bạn biết á, những cái trang bất động sản như là bấtđộngsản.com.vn vân vân, những cái trang như vậy á, là nó sẽ như là một cái chợ về bất động sản gì đó, nó sẽ có những cái topic từ trên xuống dưới, nó sẽ có topic và mình có thể phân loại nó ra theo kiểu gì. Tức là giả sử như bạn có thể tìm kiếm những cái nhà ở trong Hồ Chí Minh đó, thì nó sẽ chỉ lọc ra những cái nhà ở trong Hồ Chí Minh. Bạn muốn thuê nhà thì nó sẽ lọc ra trong cái nhà trong Hồ Chí Minh những cái nhà mà cho thuê. Thuê nó khác với bán nha các bạn. Nhu cầu của mình là thuê nhà thì nó sẽ tìm cho mình những cái nhà mà đang cho thuê ở trong Hồ Chí Minh, và thậm chí là ở trong quận Gò Vấp, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong quận Gò Vấp. Và thậm chí là sao? Nó còn có thể cho mình biết được là những cái nhà đó là giá của nó thuê là bao nhiêu tiền, cái nhu cầu của mình thuê từ 3 triệu tới 5 triệu thì nó sẽ ra những cái nhà trong cái khoảng từ 3 triệu tới 5 triệu. Đó. Thì các bạn nhớ lại đi, ngày xưa cái bất động sản đó, nó là cái gì? Nó là một cái tờ báo giấy, nó đăng tin lên cái tờ báo giấy đó, và ai có nhu cầu mua nhà hay là thuê nhà là sẽ cầm cái tờ báo giấy ra mà ngồi đọc xong rồi gọi điện thoại xong rồi tới tận nơi xem. Còn bây giờ đâu cần đâu, chỉ cần lên cái chợ bất động sản là tự động nó có tất cả những cái nhu cầu của mình, và mình sẽ tập trung tìm đúng cái nhu cầu mà mình mong muốn. Các bạn có thấy công nghệ nó tác động vào tất cả cái lĩnh vực trong đời sống chưa? Và cái hướng mà anh vừa mới nói cho các bạn đó, cái công nghệ nó tác động vào, nó thay được cho cái lĩnh vực bất động sản đó, thì đối với cái lĩnh vực bất động sản truyền thống như vậy á, là cũng quá quen rồi. Thật ra là cái này nó có từ 5 năm trước rồi. Tức là cái việc các bạn đi vào một trang web, các bạn sẽ lọc ra cái yêu cầu của bạn là bạn muốn thuê nhà ở trong Hồ Chí Minh, ở trong quận Gò Vấp, diện tích nhà từ 50 đến mét vuông tới 70 mét vuông, giá thuê từ 7 triệu đến 8 triệu. Đó. Thì cái đó là nó quá đơn giản rồi, 5 năm trước đã làm được rồi, chứ chẳng phải bây giờ. Nhưng mà nó có một cái điều hay, một cái hay ở một cái trang web bất động sản mà anh mới coi được bữa trước, đó là gì? Sau khi mà nó nhận ra một cái điều á, là cứ tất cả những cái thông tin về cái nhà á, nó xếp từ trên xuống dưới á, nó làm cho người ta cảm thấy là rối loạn giữa một cái rừng thông tin, rối loạn giữa một rừng thông tin, tại vì quá nhiều nhà, cứ phải bấm vào từng cái tab để xem hết nhà này, tới bấm vào cái tab để xem nhà kia, nó làm rất là nhiều thứ. Cho nên có một cái trang web, nó chia cái màn hình máy tính ra làm hai phần, phần bên trái và phần bên phải. Cái phần bên trái nó sẽ để luôn một cái bản đồ của Việt Nam, và ở trên cái bản đồ đó nó để những cái dấu chấm. Và sau khi mình tiến hành mình lọc, mình muốn tìm một cái nhà thuê ở trong quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, thì nó sẽ lọc ra cái khu vực Gò Vấp, nó sẽ thể hiện ra cho mình khoảng tầm 30 cái chấm. Và mỗi một cái chấm đó là một cái nhà, mình cứ di con chuột vào cái chấm đó thì lập tức cái bên cái cột tay phải, là cái màn hình bên tay phải á, nó sẽ hiện ra chi tiết cái thông tin về cái nhà đó, bao gồm là giá cả, diện tích vân vân. Và anh cảm thấy là ok, cái trang web này nó có một cái tư duy này rất là hay, và nó làm cho người ta dễ dàng tìm kiếm thao tác với nhà hơn. Anh cảm thấy rất là vui khi mà anh tìm kiếm nhà trên đó, và cái công ty anh đang thuê nó cũng là được tìm từ cái trang web đó. Nó làm cho anh cảm thấy rất là dễ dàng trong cái quá trình mà anh tìm kiếm nhà. Vậy thì các bạn có thấy là công nghệ nó quá hay không? Các bạn comment tiếp một cái từ bất động sản xuống cho anh biết là các bạn đang coi đi. Sao càng lúc cái số lượt xem livestream bị giảm vậy các bạn, do chất lượng lắc quá hay là sao vậy? Các bạn cố gắng kéo được 500 anh em cho anh coi đi. Kéo 500 anh em đi cho anh vui coi. Chứ ít người quá là anh buồn lắm. Các bạn comment bất động sản xuống cho anh biết các bạn đang nghe đến chỗ này nha. Lắc à, bị lắc à. Các bạn nào bị lắc các bạn cứ tắt ra rồi các bạn vô lại.
yên tâm một điều là mình sẽ có cái clip của buổi ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, mình sẽ có một cái clip của cái ngày hôm nay nha. Đó, nhưng mà yên tâm là cứ có clip các bạn cứ xem trực tiếp, nó sẽ có nhiều cái cảm hứng hơn. Các bạn có thể lên tìm hiểu về những cái thứ mà anh vừa nói nha, ví dụ như là đưa công nghệ thực tế ảo vào trong lĩnh vực bất động sản của rồng bay land, land đất đó, LAND đó. Đó. Ok, rồi thì sơ sơ như vậy để cho các bạn thấy được là nó quá hay trong cái lĩnh vực về công nghệ thông tin. Thậm chí là gì? Thậm chí là cái công ty về giày dép mà của anh á, công ty và Barbie Day á, các bạn biết á, xuất thân từ cái công ty đó là những người anh học từ công nghệ mà ra, dân công nghệ thông tin mà ra, thậm chí là đi làm ở công ty nước ngoài, qua nước ngoài làm xong rồi về Việt Nam cảm thấy buồn và mở ra shop giày, và họ ứng dụng cái công nghệ vào cái shop giày đó rất là hay. Các bạn có thể tưởng tượng á, là ở một cái hãng giày của Việt Nam mà họ đưa cái quy trình đóng hàng bằng robot vào, họ cảm thấy là thuê một cái người gói ghém hàng lại á, mất quá nhiều thời gian, và vì thế họ phát triển cái ý tưởng nó kết hợp giữa cái công nghệ thông tin và cái tự động hóa. Họ tạo ra một cái con robot, nó xử lý công việc là đóng hàng, và sau khi con robot ra đời á, thì cái tốc độ của nó bằng với 10 người đóng hàng luôn đó các bạn. Các bạn biết được là nó quá kinh. Và sau đó họ làm ra những cái hệ thống phần mềm quản lý mà theo đúng cái nghiệp vụ của cái dịch vụ, cái sản phẩm mà họ làm. Bởi vì các bạn phải hiểu á, là một cái hệ thống, một cái sản phẩm công nghệ thông tin thì để làm ra nó không hề khó. Cái khó là gì? Đó là cái nghiệp vụ của nó, quan trọng ở cái tính nghiệp vụ. Các bạn phải hiểu về nó các bạn mới làm được. Và cái hệ thống của họ đó, họ làm ra nó có một cái chức năng là gì? Đưa cái trí tuệ nhân tạo vào trong cái hệ thống đó luôn, tự động cảnh báo được là cái đơn hàng nào sắp hết hàng, tự động thống kê được cái lượng người ta mua hàng trong vòng 3 đến 4 tháng gần đây, để mà nó cho một cái lời khuyên đó, là cái xu hướng nào người ta sẽ mua trong tháng tiếp theo, trong tháng tới nữa, để mà biết nhập cái hàng đó về cho nó nhiều. Đó. Và thậm chí là còn ghê hơn nữa là họ đưa luôn cả một cái trợ lý ảo vào trong cái hệ thống của họ luôn, để họ giảm tải công việc của họ. Họ không phải ngồi họ làm thủ công mà họ sẽ giao việc cho trợ lý ảo luôn. Thì các bạn có tin được là chỉ một cái hệ thống giày bán phụ kiện thời trang nam mà họ có thể đưa được tất cả những cái công nghệ đó vào không các bạn? Các bạn có thấy nó kinh khủng không? Cái công nghệ, nếu mà chúng ta hiểu đúng về cái sức mạnh của công nghệ, chúng ta tận dụng đúng được cái khả năng, cái sức mạnh của công nghệ mang lại, thì nó quá kinh khủng các bạn. Rồi, các bạn comment lại cho anh cái từ là lĩnh vực thời trang để anh biết là các bạn đang xem tới chỗ này. Đúng rồi, Big Data, Internet of Things, tất cả những cái đó thì anh đang gọi chung đó là công nghệ đó các bạn, công nghệ thông tin. Công nghệ nó bao gồm rất nhiều thứ, Machine Learning, rồi Big Data, rồi bắt đầu là gì, những cái thứ như là máy học vân vân, rất là nhiều thứ. Đó, xử lý hình ảnh, tất cả những thứ đó nó gộp lại gọi chung là công nghệ, thực tế ảo nó cũng là công nghệ. Ok, các bạn comment lại cái lĩnh vực thời trang để anh biết các bạn đang nghe ở chỗ này. Rồi, vậy thì nghe kể sơ sơ như vậy thì các bạn có cảm thấy khiếp sợ không? Có cảm thấy khiếp sợ với cái công nghệ thông tin không? Các bạn có sợ chưa? Ok. Rồi, ok các bạn. Anh đánh dấu lại những cái chỗ nào các anh đã nói cho các bạn để anh không phải nói trùng lại ha. Rồi bây giờ thế này. Khi mà mình nói về cái việc là cái tố chất để mà có thể theo được cái lĩnh vực về công nghệ thông tin,
Công nghệ thông tin nó rất là nhiều cái, nhưng mà cái trọng tâm chính của cái việc chia sẻ đó là anh sẽ nói cho các bạn về cái việc chia sẻ về cái lập trình trong cái công nghệ thông tin. Tại vì tất cả những cái thứ khác mà anh vừa nói cho các bạn, từ cái việc mà trí tuệ nhân tạo, phân tích đơn hàng, rồi bất động sản, rồi cả cái công nghệ thực tế ảo vân vân, tất cả những cái đó thì nó phải có lập trình ở bên trong. Và cái mà chúng ta đang học là chúng ta đang học cái công nghệ thông tin lập trình. Vì thế cho nên là anh sẽ xoáy trọng tâm vào cái lập trình cho các bạn. Có rất nhiều bạn sau khi mà anh ngồi anh nói chuyện với các bạn á, thì các bạn nói là gì? Em không có học được lập trình. Đó, em cảm thấy là cái lập trình nó khó quá, em không có hợp để em theo. Đó, có nhiều bạn sau khi mà anh nói chuyện xong á, các bạn lại cho là lập trình quá khó, nó đòi hỏi tố chất của một người giỏi thì mới theo vào lập trình. Anh nói các bạn không phải đâu các bạn. Cái lập trình á, nó chỉ là cái sự cần cù và siêng năng của các bạn. Tố chất á, không phải ai cũng có được. Ngay cả việc anh ngồi chia sẻ cho các bạn những cái điều này, anh tự nhận anh không phải là có tố chất mà anh siêng. Vậy thôi. Chỉ có 1% những cái người giỏi có cái năng khiếu, còn 99% còn lại á, là nó là do cái sự nỗ lực cần cù của các bạn. Người ta nói là thiên tài là 1% mà thông minh, còn 99% là cần cù. Nói như vậy để cho các bạn hiểu. Đừng có biện minh cái lý do là em học không được, là em không có tố chất. Các bạn học không được là do chính bản thân các bạn lười. Các bạn chỉ nói như vậy thôi. Và mình phải nói rõ điều đó ra. Bây giờ có rất nhiều bạn, họ thích về công nghệ thông tin, họ muốn đi theo công nghệ thông tin, thậm chí là bỏ cái ngành học của họ để họ theo công nghệ thông tin. Vậy mà các bạn là những người đang được học về công nghệ thông tin đó, các bạn lại không biết quý trọng cái mà các bạn đang học. Rất là tiếc. Các bạn phải hiểu là công nghệ mỗi ngày một thay đổi. Ngày xưa thời Yahoo còn sống, các bạn còn chat bằng Yahoo với nhau. Ngày nay thì Yahoo nó còn đâu nữa? Còn đâu cái âm thanh bút một cái nữa cho các bạn nghe. Các bạn thấy đó, công nghệ nó sớm nở tối tàn. Cái này nó ra đời thì lại có một cái khác nó ra đời, nó lại đào thải cái cũ đi. Thành ra các bạn đang ở trong cái thời điểm mà công nghệ, thời đại công nghệ, các bạn phải biết tận dụng nó. Chứ tại sao các bạn lại kể khổ, rồi các bạn kiếm lý do em học không được, em không phù hợp, em không có tố chất, cho nên thôi em bỏ ngành anh ạ. Thôi em bỏ ngành. Các bạn có thấy xấu hổ nếu mà các bạn đang ở trong tình thế mà các bạn muốn bỏ cuộc như vậy không? Có rất nhiều những bạn mà ở các ngành khác, họ rất thích công nghệ thông tin. Họ nói với anh đó là: anh Sơn ơi, bây giờ em cảm thấy công nghệ nó hay quá, em có thể nào mà em bỏ cái ngành của em mà em theo hay không? Thì sau khi anh nghe được câu đó là anh sợ lắm các bạn. Biết sao anh sợ không? Mình chỉ nói, mình chỉ tư vấn cho các bạn thôi. Nhưng mà lỡ như các bạn á, không có cái chính kiến của bản thân các bạn bỏ học, các bạn đi theo hướng công nghệ, rồi sau này các bạn không cố gắng, các bạn thất bại, rồi các bạn lại nói là do mình suối bậy các bạn thì chết mẹ mình rồi, đâu có được. Cho nên là đối với những cái trường hợp đó, mình phải hỏi sâu hơn về cái mà các bạn đang học. Ví dụ như đối với một cái người á, mà đang chuẩn bị bước vào con đường đại học, đang vân vân không biết là em nên học ngành gì, em nên đi theo hướng nào, thì bắt đầu á, mình sẽ nói thật lòng cho các bạn biết một điều là gì. Những cái ngành truyền thống nó sắp bị thay thế bằng công nghệ hết rồi. Ví dụ sao? Cái ngành kế toán, ngoại trừ những cái người mà đạt tới những cái đẳng cấp kế toán trưởng, những cái người mà chuyên xử lý á, trốn thuế đó, chuyên xử lý rất nhiều thứ á, thì họ mới có thể trụ được trong cái ngành. Còn nếu bạn là một người kế toán mà bạn chỉ là vô để các bạn sử dụng cái Excel, các bạn lập trình các bạn sử dụng Excel, các bạn tính toán ra những con số liệu bảng lương, các bạn sử dụng cái phần mềm, thì tới một lúc nào đó cái phần mềm nó thay thế bạn luôn, không cần bạn phải sử dụng nó đâu. Thành ra nếu như bạn muốn theo về kế toán hay là ngân hàng, nếu bạn không có kỳ vọng đi cao hơn cái điều cơ bản là bạn chỉ ngồi xử lý dữ liệu, thì tốt nhất bạn đừng có học. Tại vì sao? Năm máy nó sẽ làm được cho bạn. Một cùng một lúc cái máy tính á, nó có thể tính toán cho 5 công ty, tính thuế cho 5 công ty. Còn cái đầu của bạn có chia ra được 5 công ty hay không? Vấn đề là như vậy. Thành ra đối với những bạn mà muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực
ngân hàng, kế toán thì mình nói rõ cho các bạn điều này. Ở bên nước ngoài á là đã có những cái hệ thống phần mềm nó thay thế cho công việc của kế toán hết rồi, và người ta dự đoán là 5 năm sau là những cái lĩnh vực như là kế toán, ngân hàng, nếu như bạn chỉ làm những cái chức năng nhỏ, bạn chỉ là người tính toán số liệu vân vân á, thì là máy nó làm hết luôn. Nhân lực ngành kế toán và ngân hàng sẽ bị đào thải trong tương lai. Nói ra điều này các bạn đừng có buồn, những bạn kế toán ngân hàng đừng có buồn. Tại vì sao? Mình nói sự thật cho các bạn để các bạn chuẩn bị trước, chứ mình mà không nói á, rồi các bạn đến lúc mà xảy ra cái sự đó rồi á, các bạn lại không biết làm gì. Mình nói trước cho các bạn chuẩn bị. Nhưng mà các bạn cũng đừng có buồn, nếu như mà những bạn nào đang học tới cái kế toán hay ngân hàng đang học giữa chừng, các bạn đừng có buồn. Bởi vì giả sử như mà bạn đang học về kế toán ngân hàng á, thì như hồi nãy mình nói rồi, một cái hệ thống phần mềm, một cái ứng dụng để làm ra nó không có khó, nó chỉ là những cái kỹ thuật về lập trình, về công nghệ thông tin thôi. Nhưng mà cái khó ở đây chính là cái nghiệp vụ. Ví dụ như các bạn đang học về kế toán ngân hàng, sau này các bạn thấy được cái tiềm năng của công nghệ thông tin rất là hay như mình vừa nói cho các bạn á, thì làm sao? Các bạn đi học về công nghệ thông tin, các bạn kết hợp cái kiến thức về kế toán, kiến thức về ngân hàng của các bạn, để các bạn có thể làm ra những cái hệ thống phần mềm chuyên xử lý cho kế toán, chuyên xử lý cho ngân hàng. Như vậy các bạn sẽ làm được một cái điều á mà một người kế toán ngân hàng không làm được, mà một người về công nghệ thông tin cũng không bao giờ làm được điều đó. Tại vì các bạn là người có kiến thức, các bạn không hề uổng phí cái mà các bạn đang học đâu. Nhưng mà anh nói điều đó để cho các bạn biết về tương lai. Sao? Bớt sợ chưa? Bớt sợ thì comment bớt sợ cho anh biết đi. Quang Vũ nói gì mà em nói công nghệ thông tin không có việc làm à? Xin lỗi các bạn, nhưng mà mình muốn nói một điều này, đó là cho phép mình được quyền sử dụng vài từ ngữ cơ thể, vài ngôn ngữ cơ thể, nghe nó hơi lỗ mãng một tí, nó hơi tục một tí, nhưng mà nếu các bạn không có vấn đề gì thì các bạn thông cảm nha. Tức là không có việc làm cục cức, việc làm ở đầy ra, quan trọng là khả năng các bạn tới đâu, các bạn có được định hướng như thế nào. Các bạn cứ nghe nói, tại sao không đi tìm hiểu đi mà nghe nói làm gì? Người ta nói bạn ăn chức bạn có ăn không? Đơn giản như vậy thôi mà các bạn cần phải ngồi suy nghĩ nữa. Công nghệ thông tin thời nay mà không có việc làm, các bạn phải biết tìm hiểu Google để làm gì, nguồn tài nguyên bây giờ làm gì, cộng đồng công nghệ thông tin là gì, những người như anh làm gì, sao không hỏi? Đừng có nghe người ta nói. Người ta nói hãy xem người ta là ai, người ta có cái gì để có thể nói được điều đó. Ok. Vậy thì đối với những cái bạn mà đang học về những cái ngành như là về điện tử chẳng hạn đi, hay là về xây dựng, sau khi các bạn tham gia cái clip này, hay là chính bản thân bạn cũng cảm thấy là công nghệ nó quá hay, mà thực sự mà nói một điều á, là cái công nghệ nó đã len lỏi vào trong cái ngành nghề của bạn rồi. Bạn mà học về xây dựng á, thì bạn không có thoát khỏi cái lập trình MATLAB. Bạn mà học về nghiên cứu về sinh học, bạn cũng không thoát khỏi những cái lập trình MATLAB. Bạn mà học về điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, bạn cũng không thoát khỏi cái lập trình nhúng đâu. Ngay cả việc các bạn học ngân hàng, các bạn cũng phải học lập trình mà. Kế toán cũng phải học lập trình mà. Các bạn không thoát khỏi lập trình đâu. Thành ra nếu như những cái người mà đang học về những cái ngành như là điện tử hay là xây dựng á, mà có nhu cầu tìm hiểu về công nghệ đó, thì anh năn nỉ cắn răng lạy lục các bạn, đừng có bỏ nghề. Có nhiều người á, mới tiếp xúc với công nghệ thấy nó hay quá, anh ơi em bỏ nghề em theo công nghệ thông tin nha, chết á. Các bạn phải biết là cái các bạn đang có, nếu các bạn kết hợp nó với công nghệ thì các bạn sẽ làm được những cái điều mà không ai làm được ngoài bạn. Ngày xưa cái tư duy của người ta là gì? Đó là rồi một nghề thì sống mà đống nghề thì chết. Đó. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, ba cái câu của ông bà ngày xưa là như vậy. Thì đúng là một nghề mình theo sâu thì nó sẽ đạt được những cái thành quả. Đó. Nhưng mà cái việc mà theo nhiều cái nghề khác nhau đó thì không được á, điều đó anh không cho là đúng. Theo cái quan điểm của anh thì
Mỗi một cái nghề nó có một cái ưu tú. Quan trọng là bạn có biết kết hợp những cái ưu tú đó lại với nhau hay không. Ngày xưa điện tử là chỉ là sửa chữa máy móc vân vân, ok. Sau đó bắt đầu lập trình nhúng được đưa vào điện tử. Các bạn có thể lập trình ra những cái thiết bị như là tivi, tủ lạnh. Bạn có thể lập trình ra những con robot Arduino vân vân. Đó, cả một cái hệ thống điện của một tòa nhà bạn vẫn có thể bạn xử lý, bạn bật tắt nó như bình thường. Đó, vậy thì đó là lập trình nó tác động vào. Và sau này nó sâu hơn như vậy nữa, sâu hơn như vậy nữa thì cái điện tử á, các bạn có thể kết hợp cái kiến thức điện tử vào cái kiến thức công nghệ thông tin. Các bạn có thể làm ra một cái ứng dụng trên điện thoại, nó có thể bật tắt điện, nó xử lý ngắt điện cho cả một cái tòa nhà luôn. Vậy nếu như các bạn không có kiến thức về điện tử, liệu các bạn có làm được hay không? Nếu các bạn không có kiến thức về công nghệ thông tin, các bạn có làm được hay không? Một câu nói đơn giản thôi. Ví dụ như các bạn làm ra những cái hệ thống nó tự động nó bón phân, nó tự động nó tưới rau. Nếu các bạn không có cái kiến thức về cái điện tử, các bạn có làm được không? Các bạn không có kiến thức về tự động hóa, các bạn có làm được không? Thậm chí là các bạn không có cái kiến thức về công nghệ thì liệu các bạn có làm được hay không? Thành ra những bạn mà đang học những cái ngành khác á, đừng có nghĩ là mình không học được cái gì ở cái ngành này hết rồi lại tính bỏ để sang một cái ngành khác. Nếu như vậy thì qua cái ngành khác các bạn cũng không học được đâu. Tại vì ngay chính cái ngành mà các bạn đang học, các bạn phải nhìn ra những cái lợi thế của nó. Người ta nói người giỏi là cái người nhìn ra những cái lợi thế trong khó khăn. Các bạn phải nhìn ra cái lợi thế của các bạn. Điện tử bạn có thể làm được cái gì? Bạn có thể làm được những cái điều mà cái thằng công nghệ thông tin nó không bao giờ làm được khi nó không có kiến thức về điện tử. Đó, một điều đơn giản như vậy thôi. Nói cho các bạn biết, đừng có bỏ nghề. Nghề nào nó cũng hay, quan trọng là chúng ta biết kết hợp nó lại với nhau. Rồi, các bạn comment cho anh cái từ là kết hợp các ngành nghề với nhau. Bây giờ anh sạc pin cái máy tính một tí nha, kẹo hết pin là tắt clip á. Đang cắm sạc pin cho cái máy. Quá, chém thành bão rồi. Các bạn có cảm thấy nhận được nhiều gì?
Rồi các bạn nghe anh nói không? Các bạn có nghe anh nói rõ không? Các bạn nghe rõ chưa? Các bạn comment rõ. Các bạn nghe comment rõ cho anh biết. Các bạn nghe rõ chưa? Đồng bào có nghe tôi nói rõ không? Vẫn nhỏ à? Ok. Các bạn có biết cái người đang tiêu biểu cho cái việc kết hợp nhiều cái kiến thức lại với nhau ở hiện tại trên thế giới là ai, các bạn biết không? Một cái người bây giờ mà cả nhân loại đều biết tới hết, các bạn có biết là ai không? Bạn nào biết comment xuống đi. Đó là Elon Musk đó các bạn. Elon Musk. Các bạn đừng có nói các bạn với anh là các bạn không biết người này nha. Elon Musk là người mà đang kết hợp rất nhiều những cái kiến thức của ông lại để ông làm ra những cái điều mà con người ta tưởng là không thể, hay là ông có thể nói ông là một cái người ngoài hành tinh. Các bạn không có chịu cập nhật kiến thức công nghệ thế giới, các bạn sẽ không biết được ông Elon Musk. Elon Musk một mình là đấu cả NASA luôn, các bạn biết không? NASA nó phóng cái tàu vũ trụ bao nhiêu lần thất bại lên thám hiểm sao Hỏa gì đó, bao nhiêu lần thất bại, tốn biết bao nhiêu tiền, mỗi một lần phóng thất bại là tốn cả hàng trăm triệu đô. Elon Musk làm đúng một lần phóng lên thành công và về trái đất, mới về trái đất hôm bữa nè, là các bạn có biết được là một mình cân cả NASA không? Rồi Elon Musk làm gì nữa? Sáng tạo ra cái xe điện thay thế toàn bộ cái bộ mặt của cái ngành công nghiệp ô tô truyền thống nó nổi tiếng từ trước đến giờ. Các hãng xe Toyota, Ford rồi vân vân á, Hyundai vân vân á, bây giờ là chuẩn bị chết rồi nè. Elon Musk vô đập một cái một là chết luôn. Thay thế toàn bộ cái ngành công nghiệp ô tô chạy bằng điện. Mà các bạn biết cái ô tô mà chạy bằng điện á, cái giá nó hiện tại bây giờ chỉ có một cái nhược điểm là nó không có nhiều cái trạm tiếp điện. Chứ còn nếu một ô tô chạy bằng điện, thứ nhất là nó không có gây hại cho môi trường, thứ hai là nó chạy nhanh hơn gấp mấy lần một cái xe chạy bằng xăng đó các bạn. Tại vì điện nó rất là nhanh và mạnh, các bạn biết điều đó. Đó, cho các bạn thấy Elon Musk nè. Đây, Elon Musk là người này. Đó, các bạn có thể sau buổi live stream nghiên cứu về cái từ khóa Elon Musk để biết được về cái người này. Tạo ra những công ty về tài chính, những công ty về ô tô, rồi những công ty mà về thám hiểm du lịch vũ trụ, rất là kinh khủng. Rất là nhiều thứ mà Elon Musk người ta xem ống như là người ngoài hành tinh đó các bạn. Tại vì sao? Ông suy nghĩ ra những cái điều mà con người ta chưa ai nghĩ tới hết. Mà mình nói ra cái mình sợ là các bạn hết hồn ấy. Ông đang hoàn thành một cái tàu vũ trụ. Ông đang hoàn thành một cái tàu vũ trụ. Và ông định hướng là sẽ đưa toàn bộ con người lên sao Hỏa. Ông định hướng là sẽ đưa toàn bộ con người lên sao Hỏa, bởi vì ông nói là trái đất sắp bị diệt vong rồi. Các bạn nghe cái điều đó giữa cái thời nay, các bạn có cảm thấy là nó quá là điên khùng không? Nhưng mà không, ông vẫn đang làm đó. Nó giống như là trong cái kinh, nếu mà bạn nào bên đạo Chúa sẽ biết tới cái ông Noe. Đó, cái ngày cái trận đại hồng thủy xảy ra đó, Noe là người đóng tàu á. Noe nói không ai tin hết đó, cuối cùng là đại hồng thủy tới. Đó là may mắn là ông Noe đóng tàu và một số người được cứu sống. Đó. Thì nó giống như trong đạo Chúa là như vậy á, giữa thời bây giờ á. Và người ta nghi ngờ là ông Elon Musk, ông là người ngoài hành tinh thật mà đội lốt con người. Các bạn có biết tại sao không? Có một cái điều này nó hơi sợ. Tức là ông nói một cái điều á là cả một cuộc đời của chúng ta, toàn bộ nhân loại
chỉ đang sống trong một thế giới ảo được lập trình ra bởi một cái cỗ máy cực kỳ lớn của người ngoài hành tinh. Oh shit, nghe cái câu nói đó mà mình cứ đến bây giờ anh vẫn ngồi anh suy nghĩ là tại sao lại nói ra câu này. Bắt đầu anh ngồi anh tìm đọc qua rất nhiều những cái tài liệu đó, anh mới thấy là người ta phân tích ra những cái luận điểm là cuộc đời chúng ta có nhiều khi chúng ta trải qua những cái mốc sự kiện rất giống nhau giữa một con người này và người khác. Nói chung là các bạn có thể nghiên cứu về cái hướng mà anh vừa nói nha, tức là con người ta đang sống trong một thế giới giả lập của một cái cỗ máy, toàn bộ nhân loại của chúng ta hiện tại bây giờ, và Elon Musk là người duy nhất và đầu tiên nói ra điều đó. Tao lạy đó luôn, tao sợ luôn, thật sự là rất là kinh khủng. Nó giống như là cái phim Ma Trận mà nếu bạn nào đã từng coi rồi á thì các bạn sẽ hiểu được cái điều Elon Musk nói. Lại có một cái từ khóa nha, phim Ma Trận nó có rất nhiều phần, các bạn có thể coi, có thể luyện hết nhiêu đó phần để các bạn ngộ ra một cái điều gì đó thật trong ảo mà ảo trong thật, nó rất là lộn xộn. Rồi, ok, các bạn vẫn đang nghe rõ không? Các bạn comment từ rõ, nó có bị ù, nó có bị pha hay gì đó không? Các bạn comment cho anh biết nha. Các bạn đừng có đụng tới những nhà khoa học. Những nhà khoa học bây giờ rất là kinh khủng. Các bạn có biết ông Elon Musk đặt tên cho cái xe đó là xe Tesla, Tesla, xe điện đó, Tesla, T-E-S-L-A đó, Tesla, các bạn có thể search. Để anh search cho các bạn nè. Đây, các bạn có thể tìm cái này. Để anh mở cái màn hình. Đây, các bạn có thấy cái từ xe điện Tesla ở trên màn hình của anh chưa? Đó, thì các bạn có biết cái Tesla này nó được đặt tên theo một cái nhà khoa học tên là Tesla không? Các bạn có thể tìm hiểu về nhà khoa học Tesla, Nikola Tesla. Đó, thì Elon Musk lấy ý tưởng, lấy cái động lực từ cái nhà khoa học Tesla này để làm ra những cái điều mà không tưởng của thời bây giờ. Bây giờ đó là một từ khóa để cho các bạn nghiên cứu về cái nhà khoa học này. Ok, thì mình nói sơ qua cho các bạn biết về Tesla là như thế nào ha. Tesla là một nhà khoa học điên và đã làm ra được rất là nhiều thứ mà con người ta không tưởng. Mà một cái điều ấn tượng nhất của Tesla đó là Tesla ở cuối đời đã làm ra một cái cỗ máy, nó gọi là cỗ máy thời gian. Và ông đó đã nói với mọi người là tôi đã lên cái cỗ máy của tôi và tôi đã quay trở về, tôi đã chứng kiến được cái thời mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Nhưng rồi sau đó ông chết và cái công trình này không được công bố ra ngoài vì một số cái lý do, và cái công trình này nó bị xóa đi luôn. Nó bị xóa mất cái công trình này luôn. Đó, các bạn có tin được là có người quay trở về thời xưa bằng cái cỗ máy thời gian và thấy Chúa bị đóng đinh chưa? Tức là người ta không có kiểm chứng được là cái điều này có đúng hay không. Nhưng mà với những cái thành tựu đã đóng góp của Nikola Tesla thì mình nghĩ là phải có một cái gì đó mới nói như vậy. Tức là ông đã làm được rất nhiều thứ và chẳng qua là đó là cái thứ cuối cùng mà ông nói ra. Trên tinh thần thì mình, theo cái quan điểm cá nhân của anh thì nhà khoa học ấy, là những người nói sự thật, nhưng mà vấn đề là sự thật nó không được công nhận và mọi người cho là bị điên. Tức là cái đó là mình nói như vậy thôi. Các bạn comment cái chữ Nikola Tesla cho nó sinh động coi.
À không, anh không có đang đi lạc đề, mà vấn đề là anh đang nói cho tất cả các bạn thấy được cái công nghệ thông tin nó đang tác động vào cái đời sống của mình như thế nào. Ví dụ như các bạn học một cái mà các bạn không biết tương lai nó như thế nào, không biết hiện tại nó phát triển được như thế nào, thì các bạn không có lý do gì để các bạn học hết. Nhưng mà chính từ những cái điều mà anh nói đây nè, nó mới mang lại cái cảm hứng cho các bạn học. Đó mới là cái đẳng cấp để chúng ta nói với nhau. Chứ không phải là tôi nói về mặt tôi là một giáo sư và tôi nói cho các bạn biết rằng để theo đuổi được bất kỳ một cái ngành nào, các bạn phải có đam mê với ngành, các bạn phải đam mê và có động lực, các bạn mới học được. Nói như vậy thì ai mà nghe? Phải cho họ biết được cái họ đang học nó có tác dụng, nó có giá trị và nó đang có tầm ảnh hưởng như thế nào. Cho nên những cái câu chuyện này của anh á, các bạn có thể chấp nhận mất thời gian ngồi nghe anh kể, nhưng nếu các bạn chưa từng nghe qua thì các bạn nghe có thú vị không? Và các bạn có nhiều cái thứ để các bạn suy nghĩ hơn về cái cuộc sống của anh tao, về công nghệ nó tác động như thế nào không? Anh không có cần phải anh dạy cho các bạn là chúng ta phải có đam mê, chúng ta phải có động lực vân vân, ba cái đó tính sau. Chúng ta phải hiểu về cái chúng ta đang học nó hay như thế nào thì chúng ta mới có động lực để chúng ta học. Ok. Rồi, và các bạn có biết á, anh chia sẻ bản thân của anh nha. Anh có hứng thú về cái công nghệ thông tin, tức là bây giờ bắt đầu tới cái đoạn là anh chia sẻ cái niềm đam mê của anh cho các bạn nghe nè. Anh chia sẻ cho các bạn biết anh hứng thú về cái công nghệ thông tin, về cái khoa học công nghệ là ở cái thời điểm nào các bạn biết không? Từ cái thời xưa, lúc mà anh được học, lúc mà anh được đọc một cái cuốn truyện nó tên là Doraemon. Và các bạn có biết anh ghiền cái Doraemon, anh bỏ hết tất cả những chuyện còn lại, anh chỉ đọc Doraemon thôi. Và anh đọc Doraemon từ nhỏ cho đến tận bây giờ, mỗi lần mà anh đang ăn cơm nè, ngay cái thời điểm bây giờ là ngày 19 tháng 3 năm 2017 nè, thì mỗi lần mà anh ăn cơm, anh vẫn ngồi anh đọc Doraemon. Anh đọc đi đọc lại những cái chuyện ngắn của nó, những chuyện dài, những chuyện ngắn, anh đọc hoài, anh đọc hăng say, anh không biết chán luôn. Mặc dù Doraemon không còn ra tập mới nữa, nhưng mà anh vẫn đọc đi đọc lại. Các bạn có biết tại sao anh thích đọc Doraemon không? Nếu các bạn hiểu được, ở đây ai đọc truyện Doraemon giơ tay lên. Ai đọc truyện Doraemon đâu, các bạn comment là tôi đọc Doraemon cho anh biết đi. Ok. Các bạn coi thì coi như vậy thôi. Nhưng mà các bạn có hiểu được cái bản chất sâu xa của truyện Doraemon là gì không? Đó là tác giả mong muốn là nước Nhật trong tương lai sẽ làm ra được những cái sản phẩm như thế này nè, như là những cái món bảo bối của Doraemon vậy đó. Đó là cái điều mà tác giả mong muốn, và tác giả hiện thực nó qua cái câu chuyện một số cái bảo bối trong Doraemon là nó đã có người làm trước đó rồi, một số cái là chưa có người làm ở thời điểm đó. Tác giả biến thành chuyện nó viễn tưởng một tí, và thực tế là bây giờ có rất nhiều những cái bảo bối của Doraemon con người ta đã làm ra được rồi. Các bạn có tin điều đó không? Các bạn có biết tới cái món bảo bối nó tên là cổ máy cánh cửa thần kỳ không? Các bạn có biết cái bảo bối cánh cửa thần kỳ không? Các bạn có tin là bây giờ người ta đã làm ra được cánh cửa thần kỳ rồi không? Nếu các bạn tìm hiểu sâu về công nghệ, về khoa học, các bạn sẽ cảm thấy rất là thích. Nó như là một cái vũ trụ bao la huyền bí mà chúng ta là những con người mang trong mình cái máu tò mò, chúng ta muốn khám phá. Các bạn có tin là cánh cửa thần kỳ đã có người làm ra được rồi hay không? Trên thế giới là đã làm ra được rồi hay không? Hiện tại ở trên thế giới người ta đã làm ra trong phòng thí nghiệm, di chuyển một cái phân tử từ một cái góc bàn tới một cái góc khác của một cái bàn. Tức là giả sử như cái bàn các bạn nó có chiều dài như vậy nha, thì người ta di chuyển được phân tử từ góc này nè, nó di một quãng đường tới ngay cái góc này, nó hiện ra. Đó. Nhưng mà là chỉ là mới test được tới phân tử, và trên một cái quãng đường là cái bàn, trên một cái bàn thôi, đã làm được rồi chứ không phải là mô phỏng. Các bạn tìm hiểu sâu vào. Vậy thì nó mở ra một cái hướng đi cho tương lai là sao? Các bạn phải hiểu thế này, phân tử nó rất là nhỏ, và cái việc mà có thể di chuyển được một cái phân tử một quãng đường từ cái mép bàn này tới mép bàn kia đó
Nó tương tự như cơ thể con người mình nè, di chuyển từ trái đất lên sao Hỏa lên mặt trăng vậy đó. Tại vì cái phân tử nó rất là nhỏ, mà để di chuyển được phân tử từ một cái đầu bàn này tới một cái đầu bàn kia đó, thì là nó tương đương con người mình có thể đi từ đây lên sao Hỏa đó các bạn. Tức là chúng ta đi qua một cánh cửa và chúng ta đã ở trên sao Hỏa. Các bạn nghe có thấy nó hơi huyền bí, hơi ảo diệu, hơi là hư cấu không? Anh ngồi anh đọc, anh nghiên cứu mà anh còn không tin nổi là nhân loại đã làm được những cái điều mà chúng ta không tưởng. Kinh khủng không? Các bạn comment cho anh ơi, các bạn có thấy kinh khủng không? Các bạn có thấy kinh khủng không các bạn? Và gì nữa? Càng ngày càng có nhiều món bảo bối của Doraemon đang được người ta làm ra. Nếu các bạn nghiên cứu, các bạn có thể tìm hiểu là gần đây nó có một cái tổ chức start up, một hai cái gì đó, một hai tổ chức start up, anh không nhớ rõ nó là của Việt Nam hay nước ngoài, nhưng mà nó làm ra cái sản phẩm start up lấy ý tưởng từ Doraemon, để cho các bạn biết. Và bản thân anh á, khi anh đọc cái chuyện Doraemon á, anh thích nó là bởi vì sao? Bởi vì nó quá hay, nó làm cho anh có rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng. Và nó làm cho anh có một cái động lực trong người mình đó, là mình muốn nghiên cứu về khoa học công nghệ. Và đó là những cái điều rất nhỏ, sâu thẳm trong bản thân của anh. Và nó làm cho anh có một cái động lực để mỗi ngày, mỗi nghiên cứu về khoa học công nghệ, học hỏi về lập trình, về công nghệ thông tin. Từ những điều rất đơn giản như vậy, bạn hãy làm cái mà bạn thực sự bạn thích, bạn tò mò. Bởi vì bạn có tò mò, bạn mới tìm hiểu, rồi bạn mới biết, bạn mới đam mê, bạn thích nó. Chứ bạn mãi học một cái mà bạn không biết nó ra làm cái gì thì bạn không phát triển được. Nếu bạn đang học công nghệ thông tin mà cái tư duy của bạn á, là suy nghĩ là công nghệ thông tin bây giờ á, là học ra cốt dạo, ra cốt thuê, thì các bạn không có thể nào đi xa được trong cái ngành công nghệ thông tin. Thật sự mình nói luôn, nếu mà cái tư duy đó thì làm sao mà có những cái nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới được các bạn. À, Tiến Hoàng comment là có bánh dịch ngôn ngữ thôi thì mình phải học tiếng đỡ, học tiếng Anh rồi. À, ngày xưa thì Doraemon nó có một cái gọi là bánh mì chuyển ngữ. Còn bây giờ chúng ta đã có một cái phần mềm trên điện thoại. Ví dụ như chúng ta là người Việt, chúng ta đi qua nước ngoài, đi qua nước Thái Lan đi, chúng ta nói tiếng Việt vô đó thì tự động nó sẽ phiên dịch ra tiếng Thái Lan để nó đưa cho cái người đối diện nghe được bằng tiếng Thái Lan, và người đó trả lời lại bằng tiếng Thái Lan thì mình lại nghe được câu trả lời bằng tiếng Việt. Nó giống như là Google Translate, nhưng mà thay vì chúng ta gõ thì chúng ta nói, và chúng ta vẫn nói thông qua một cái trung gian, đó là một cái máy điện thoại, một cái phần mềm. Còn tương lai là gì? Có thể nó sẽ phát triển được xa hơn nữa. Vậy thì có phải là bánh mì chuyển ngữ nó là một cái bảo bối và bây giờ đã có người làm rồi không các bạn? Hợp lý không? Ai nói mình đi xa thì ok, đi xa cũng được, nhưng mà rất thích khi ngồi chia sẻ với các bạn những cái điều này. Các bạn nghe thì anh nói vậy thôi, anh thấy những điều này anh nên nói thì anh nói, chứ không phải là anh chỉ nói về những cái phương pháp học vân vân, cái đó để sau đi. Phải có cái đam mê, phải hiểu về cái nó đang học, cái mình đang học nó làm được cái gì thì điều đó mới hay. Anh nói với các bạn 10 tiếng cũng được luôn. Bây giờ nếu như anh nói anh ngồi anh live 10 tiếng, các bạn có dám ngồi nghe anh nói 10 tiếng không? Các bạn comment chữ dám thì anh ngồi online cho các bạn luôn. Sao? Có muốn ngồi nghe 10 tiếng không? Chơi luôn, tới bến không sợ. Việt Nam nói là làm. Anh ơi không sợ đâu. Chỉ sợ các bạn có đủ sức ngồi nghe hay không thôi. Ờ, dám phải không? Được. Ta chụp hình lại, ta chụp hình lại hết. Đứa nào dám bắt ngồi nghe, ngủ cũng phải nghe. Và có một lần trong một cái giấc mơ đó các bạn, anh mơ một cái giấc mơ như thế này, và anh nghĩ là sẽ làm được điều này thôi. Đó là anh mơ về một cái thế giới mà con người ta nói chuyện với nhau bằng cái thần giao cách cảm, chứ không bằng ngôn ngữ nữa. Chúng ta truyền dữ liệu đi bằng cái sóng não, nói chuyện với nhau bằng sóng não. Đó là anh đã mơ tới một cái giấc mơ như vậy. Nó không còn là nói chuyện bằng ngôn ngữ bình thường nữa. Và càng ngày á, anh lại càng nhận ra là những cái điều anh suy nghĩ nó có một cái
gì đó rất là logic ở thời hiện nay, và càng lúc anh càng cảm thấy lo sợ về cái tương lai của thế giới. Các bạn có tin được hay không, khi mà bây giờ trí tuệ nhân tạo á, nó đã có thể tạo ra được những cái cỗ máy, nó đánh cờ thắng được cái đại kiện tướng của thế giới. Một cái cỗ máy nó có thể vừa đánh vừa học từ chính những cái kinh nghiệm thất bại của nó. Nó đánh thắng được đại kiện tướng 3 lần luôn. Đó. Đại kiện tướng thế giới á, cả hàng triệu hàng tỷ người chỉ được một người. Còn cái cỗ máy khi nó đã làm là cỗ máy rồi, nó có thể nhân bản ra hàng triệu bản. Thì các bạn có thấy được cái sự kinh khủng của cái công nghệ chưa? Trí tuệ nhân tạo nó đang bị đưa vào cái đời sống. Nó thay thế rất nhiều những cái thứ mà không tưởng. Thậm chí bây giờ bạn muốn đi mua hàng cũng không cần phải có nhân viên bán hàng cho bạn đâu. Ở bên Mỹ bây giờ nó đã có những cái cửa hàng nó tự động vào cửa, tự động lấy hàng, tự động thanh toán. Bạn muốn được tư vấn về cái lĩnh vực chuyên môn, về ngân hàng, về tài chính, về kế toán, nó có những con robot nó tự động nó tư vấn cho bạn được tất cả mọi thứ, như là một người chuyên viên tư vấn vậy đó. Robot bán hàng, robot tư vấn, robot kinh tế. Ví dụ bây giờ các bạn lên Google, các bạn search robot SimSimi, các bạn nói chuyện với nó rất là vui. Nó sẽ tự học qua những cái câu chuyện mà các bạn nói. Các bạn có thể lên tìm hiểu về robot SimSimi nha. Đây, anh cho các bạn cái cây để tìm hiểu nè. Robot SimSimi. Chat cùng SimSimi. Đó. Ê, tao đẹp trai không? Đéo xấu vờ lờn. Đấy, các bạn thấy không? Nó mới chửi anh nè. Đấy, các bạn có thấy con robot nó kinh khủng như thế nào không? Vấn đề là các bạn phải hiểu được. Đó, bây giờ nó bắt đầu nó nói. Nó nói chệch chủ đề nè. Đó, các bạn có thấy kinh khủng không? Con robot SimSimi á, và nó còn rất nhiều những con robot khác về kế toán, về tài chính, về tư vấn, tâm sự, tình cảm vân vân. Quá kinh. Tìm hiểu về nó,
phải là người say mê với nó. Mà tại vì các bạn không tìm hiểu, cho nên các bạn làm sao mà các bạn biết được những cái này? Rồi thì các bạn học, các bạn có biết các bạn học để làm cái gì không? Các bạn có những cái hướng đi nào trong tương lai không? Thật sự mà nói, cái công nghệ thông tin của Việt Nam chúng ta đã đi lạc hậu trên thế giới rất nhiều lần, 10 năm, 20 năm. Nó đã lạc hậu ở thế giới rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đó không phải là cái khoảng cách nữa. Bởi vì sao? Các bạn ngày nay các bạn có rất nhiều những cái công cụ để các bạn trao đổi ra bên ngoài. Google, mạng xã hội, diễn đàn, và rất nhiều những cái nguồn tài liệu, video, tutorial, rất nhiều những cái thứ nó dạy cho các bạn những cái kỹ thuật mới nhất trên thế giới hiện nay. Các bạn làm chỉ là các bạn học thôi. Mà tại sao các bạn lại không học? Bởi vậy những cái điều mà anh nói cho các bạn ở đây á, nó chỉ là những cái thứ rất nhỏ mà anh biết, và nó chỉ là những thứ rất nhỏ mà ngoài kia người ta làm được thôi. Còn rất nhiều điều hay. Bởi vậy mình phải học, mình phải tìm hiểu, mình phải đọc. Vấn đề là như vậy, các bạn phải biết cách tìm kiếm, tạo ra cái niềm đam mê cho mình. Tại sao anh thích đọc Doraemon? Bởi vì khi anh đọc Doraemon á, anh lại có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái ý tưởng, và nó làm cho anh có một cái cảm giác động lực là làm sao để mình có thể thực hiện được những cái ý tưởng đó. Và thế là chúng ta học lập trình, chúng ta học công nghệ thông tin, chúng ta nghiên cứu về khoa học công nghệ, chúng ta liên tục trau dồi bản thân bằng cách tìm hiểu những cái nguồn kiến thức, những cái công nghệ trên thế giới. Nó làm cho mình có nhiều động lực để mình làm được cái điều đó mình thích, mình học. Chứ không phải là các bạn lên trường, các bạn ngồi các bạn học như một cỗ máy, rồi cuối cùng các bạn về nhà các bạn làm bài tập, rồi sau này các bạn đi cốt giàu, cốt thuê cho người khác. Điều đó không được. Các bạn có thể lên những cái trang web như là tinh tế.vn đó, để đọc những cái thông tin. Mình lấy ví dụ nè, mình mở cho các bạn coi nha. Rất nhiều những cái trang mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn chỉ là một phần nhỏ. Ví dụ như là tinh tế.vn đó, là cộng đồng những người trẻ của Việt Nam mình, họ chia sẻ về kiến thức về kỹ thuật, công nghệ ở trên này. Rất nhiều những cái thứ hay đó mà các bạn có thể tìm được ở trên này. Hay là cái trang như là gen.vn. Sao các bạn không chủ động tìm những cái nguồn này mà các bạn đọc? Đây đó, tại sao bạn vẫn có thể sử dụng WinRAR thoải mái sau 40 ngày hết hạn sử dụng? Đó, các bạn có thể tìm hiểu về cái công, về cái chủ đề về công nghệ nè, ví dụ như là trà đá về công nghệ nè, về internet nè. Đó, những lời khuyên nên cần nhớ nếu bạn đang dự định đưa AI vào startup của mình. Đó, AI bước qua đỉnh vinh quang, hãy xem lại những thứ này để mang chúng trở về thời hoàng kim một lần nữa. Đó, Elon Musk nè, đây nè. Có rất nhiều những cái trang mà các bạn có thể học được từ nó. Tinh tế, gen, hay là đối với dân lập trình á, thì các bạn có thể tìm hiểu những cái nguồn kiến thức của cái trang là techtot.vn. Trang này nó chia sẻ về những cái kiến thức về kỹ thuật lập trình rất là hay, về những kiến thức về công nghệ lập trình, những cái câu chuyện vui về lập trình. Đó, ví dụ mình xem nè, thuật toán nhanh nhất để tìm số lớn nhất trong array chưa sắp xếp. Đó, sắp xếp một array object trong JavaScript, 6 điều rút ra khi làm việc ở một dự án lớn, đừng để dữ liệu ngoài database. Cái bài này chưa nên anh mới đọc là khá là hay. Đó, phá vỡ mọi rào cản với Internet of Things với Topdev, phát triển sợt bóc hoàn hảo không dễ như bạn nghĩ, vân vân. Java Collection. Rồi các bạn có thể tham gia những cái hội thảo tổ chức ở trên này nè. Cái điều hay nhất khi các bạn học trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin là gì các bạn biết không? Các bạn được tiếp cận với những người có chung cái niềm đam mê như các bạn, và các bạn phải biết tận dụng lấy nó. Người ta nói là gì? Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 cái người bạn mà bạn chơi chung với họ. Ví dụ như bạn tìm kiếm những cái nguồn tài nguyên như thế này, bạn giao lưu với toàn là những dân công nghệ, thì bạn sẽ là một người rất giỏi về công nghệ. Chứ không phải là bạn chỉ ngồi bạn giao lưu với những người bạn mà chỉ là chơi game rồi đánh liên minh rồi ngồi trà đá vỉa hè chứ có biết gì đâu. Các bạn phải tự thay đổi chính bản thân của mình. Không thể nào mà một
một người tới cầm lấy tay của bạn và nói là tôi sẽ giúp cho bạn thành công trong lĩnh vực công nghệ của bạn, mà chính các bạn phải là cái người mà thay đổi được điều đó, thì tự động mọi thứ nó sẽ tới với bạn. Cái nguyên tắc của vũ trụ là cái gì? Khi bạn liên tục bạn tìm tới, bạn hướng tới một cái điều gì đó thì tự động mọi thứ nó sẽ tới với bạn. Bạn tìm kiếm về khoa học công nghệ thì tự động mọi cái khoa học công nghệ sẽ tìm tới với bạn. Còn nếu bạn phải tìm chứ bạn không tìm thì sao mà nó biết mà nó tìm bạn được? Bạn có hiểu được những cái điều mà anh chia sẻ cho các bạn không? Những điều này mình nói ra trong một cái nỗi bức xúc của mình là bởi vì sao? Rất nhiều bạn học bây giờ rất là thụ động. Thụ động trong việc học, thụ động trong việc tìm kiếm thông tin. Thậm chí cái link tải Visual Studio mà còn phải lên Google, còn phải lên Facebook mà hỏi là anh chị cho em cái link tải Visual Studio, là tao lạy luôn. Không thể nghĩ là một người học công nghệ thông tin lại không thể được như vậy. Các bạn hiểu được những cái điều mình nói, những cái bức xúc, những cái tâm tư mình muốn truyền tới cho các bạn không? Các bạn comment hiểu cho mình đi, để mình tiếp tục thôi. Tìm kiếm được niềm đam mê là một cái động lực cho các bạn học tốt hơn. Các bạn có muốn nghe anh chia sẻ không?
các bạn muốn nghe anh chia sẻ thì nó là thế này. Các bạn hãy chia sẻ cái video clip tiếp theo anh sắp like đây, tức là sau anh chuẩn bị dừng cái clip này tại vì gần 2 tiếng rồi, thì cái clip thứ hai anh like á, các bạn hãy chia sẻ nó trên trang Facebook cá nhân của bạn, tắt bạn bè vô để các bạn nghe. Bởi vì nãy giờ các bạn tự thừa nhận là nãy giờ các bạn nghe, các bạn có cảm thấy các bạn có một cái suy nghĩ gì đó mới hơn, bổ ích hơn cho bạn không? Hoặc là bạn có cảm thấy nhận được giá trị không? Nếu có thì các bạn ngại gì các bạn không chia sẻ cho nhiều người biết tới và tham gia vào. Anh không có mong muốn được cái gì ở các bạn đó, anh chỉ mong là có thể thay đổi được suy nghĩ cơ bản của một số bạn là tốt rồi. Không thể thay đổi hết một người cũng là mừng rồi. Thành ra cái việc mà các bạn chia sẻ những cái điều này ra cho nhiều người, anh rất là vui và anh rất cảm ơn các bạn. Nó làm cho anh có thêm một động lực để anh live stream. Khi anh like mà anh thấy cái số lượng like 500, 1000 người, tự nhiên nó cảm hứng anh like lắm, rất thích. Các bạn có muốn giúp anh được chia sẻ cho nhiều người không? Các bạn có muốn giúp anh chia sẻ cho nhiều người về cái những cái clip này của anh không? Ok, và anh muốn tổng hợp lại những cái chia sẻ của các bạn, những cái cảm nhận của các bạn quay quanh cái clip thứ nhất này của anh bằng cách các bạn làm như thế này. Các bạn vô cái trang web của anh, các bạn vô trang web, các bạn bấm vô cái hình là live stream trò chuyện những sai lầm và cách học lập trình đạt hiệu quả nè. Các bạn bấm vào đây là cái bài viết nó chia sẻ về những cái sai lầm và cách học lập trình cái buổi live stream này. Những bạn nào chưa đọc cái bài này thì các bạn hãy tranh thủ thời gian nghỉ, chúng ta sẽ có 15 phút chúng ta giải lao, và các bạn hãy đọc hết cái bài này cho anh đó. Và những bạn nào đã nghe hết được cái clip đầu tiên á, các bạn hãy để lại cái cảm nghĩ, cái cảm nhận, cái bình luận của các bạn ở dưới cái bài viết này để anh có thể tổng hợp được cái suy nghĩ của các bạn, cái mong muốn của các bạn về cái clip 1 anh vừa mới nói xong nha. Giúp cho anh thứ nhất là từ cái clip 2 trở đi chia sẻ cho nhiều người. Cái thứ hai nữa là cho anh cái cảm nhận của các bạn sau cái clip 1 này của anh ngay dưới cái bài viết trên trang web này. Và nếu bạn nào chưa đọc cái bài này thì hãy tranh thủ 15 phút đọc cái bài này cho anh nha. Bây giờ chúng ta sẽ có 15 phút đi ỉa và đi đái. Hãy tranh thủ nha các bạn. Hẹn gặp các bạn lúc 9:40. Chúng ta sẽ bắt đầu. Có thể là 9:45 cũng được nha, tranh thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề này. Và các bạn hãy làm những cái việc mà anh vừa mới năn nỉ các bạn làm nha. Thôi anh không có tiền đâu mà anh phát cạc, nhưng mà anh hứa với các bạn là anh sẽ phát sách cho các bạn, phát sách lập trình cho các bạn. Một bộ sách có khi cả 100.000 đồng, nó còn mắc hơn cả cái cạc nữa. Các bạn có muốn nhận sách lập trình không? Anh đang có trong tay cả 100 cuốn sách lập trình anh mua từ trường khoa học tự nhiên mà anh chưa có bán cho các bạn. Mà bây giờ anh nghĩ là anh cũng không cần phải bán cho các bạn nữa, anh cho miễn phí luôn. Các bạn có muốn nhận sách miễn phí không? Bộ 3 quyển sách nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình, kỹ thuật lập trình, hướng đối tượng, nhập môn lập trình. Đó. Đâu rồi, sách đâu rồi? Anh để sách ở dưới rồi, nhưng mà các bạn có muốn nhận sách miễn phí không? Thích thì mình cho. Việt Nam nói là làm, mình không có nghe anh gì hết đó. Không có bao nhiêu tiền, nhưng mà mình chia sẻ được cái kiến thức cho các bạn, để cho các bạn hiểu được cái ngôi trường khoa tự nhiên thêm như thế nào, những thầy cô như thế nào. Tốt. Ok, hẹn gặp các bạn ở clip thứ hai nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip đầu tiên này. Rất vui khi các bạn ngồi chú ý nghe. Rồi, chào các bạn.